Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Ăn Cơm Khoai Nói Chuyện Quốc Tế thứ năm ngày 20 tháng 4 năm 2023. Vẫn là những thông tin liên quan đến cuộc chiến Ukraine chiếm hầu hết các mặt báo trên thế giới, một điều đáng buồn. Không biết là cuộc chiến này khi nó kết thúc thì chúng ta còn hứng thú với các vấn đề về chính trị nữa không quý vị nhỉ? Tôi nghĩ là vẫn còn, bởi vì cuộc chiến lớn nhất trên thế giới đó là cuộc chiến đòi lại công bằng, đúng không ạ? Đòi lại công bằng và hòa bình cho toàn nhân loại, toàn thế giới. Một cuộc khảo sát ở Mỹ của Viện Strava à, đưa ra một kết quả có thể khiến cho những nhà chính trị ở Mỹ và những cái à, nhân vật thế giới ngầm có bị bị sốc. Đấy là trong vòng à, 20 năm tới thì à, công nghệ phát triển công nghệ vũ khí của Nga sẽ à, đi trước phương Tây, đi trước Mỹ và phương Tây đồng thời Nga sẽ là một trong những tay chơi chủ chốt dẫn đầu thế giới chống lại cái 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 tập thể phương Tây và mở ra kỷ nguyên thế giới đa cực nghe rất truyền cảm hứng đúng không ạ thực ra thì có thể nói như này này nếu mình phân tích từng tí từng tí một ấy, thì nó cũng không có cái gì là sốc cả đúng không ạ À, nếu như chúng ta um, tính tất cả tất cả những khía cạnh của các cái loại vũ khí thì có thể nói là trên rất nhiều hạng mục vũ khí hiện nay Mỹ uh, đã bị nga bỏ xa đúng không ạ? chẳng hạn như vấn đề tên lửa siêu thanh là một cái nó mang tính chất sống còn đúng không ạ? công nghệ hạt nhân, uh, công nghệ tàu ngầm, uh, công nghệ uh, gì cái gì hôm qua cái tác chiến điện tử đúng không ạ? rồi uh, tên lửa phòng không Tất nhiên là Mỹ vẫn làm dẫn đầu trong những lĩnh vực mà nga không đầu tư mạnh vào, chẳng hạn như là máy bay. À, thứ hai nữa là, là 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 hải quân, đúng không ạ? Thì cái đó là cái điểm yếu của nga. Thứ nhất là họ cũng không có tiền để đua với Mỹ, bởi vì cái những cái hai cái hai cái lĩnh vực đấy nó rất là tốn kém. Chúng ta có thể thấy chương trình uh, uh, cái chương trình máy bay tàng hình F 35 của Mỹ mà nó ngốn tới hàng nửa nghìn tỷ đô la, mà, tức là 500 triệu đô. Này, mà cái máy bay bây giờ nó cứ gất cánh lên là một giờ mất 70.000 đô, Thì khủng khiếp đúng không ạ? Thì làm sao mà Nga có thể đú được với Mỹ. Nhưng tôi thấy Nga đầu họ đầu tư vào những cái lĩnh vực rất là quan trọng mà nó có cái giá trị cốt lõi, phản ứng bất đối xứng với Mỹ rất là quan trọng và tôi thấy rất thông minh đúng không ạ? Chẳng hạn như là cái khả năng mà tên lửa siêu thanh này rồi là những cái loại tên lửa Avangard mà bây giờ nó chưa xuất hiện ấy đúng ạ mà nó có thể bay vòng quanh thế giới vòng vèo rồi là thích lúc nào nghỉ thì nghỉ lúc thích nào rẽ thì rẽ mà khi nó tấn công một mục tiêu thì nó lượn lách rồi nó tung ra một loạt các cái mục tiêu giả rồi ném xuống một loạt các cái mục tiêu khác nữa đúng ạ ukraine ông putin ông có khoe về cái tên lửa đấy cách đây hai ba năm và cái video về đấy quả thực nó rất ấn tượng còn lại thì các cái loại như là tàu ngầm tận thế của nga ngư lôi tận thế Poseidon cũng rất kinh khủng đúng không ạ cho nên là nếu mà nói không hoa ấy, thì thứ nhất là nga họ hiểu một điều rằng là họ không thể đua với mỹ về kinh tế đấy cho nên họ sẽ không đua với mỹ về những cái loại vũ khí đắt đỏ đúng không ạ nhưng mà họ dựa trên những cái lợi thế sức mạnh của người nga và liên xô từ ngày xưa xung quanh vấn đề hạt nhân Đấy, và xung quanh cái công nghệ tên lửa của họ Cho nên họ sẽ đầu tư nhiều vào cái thế mạnh của họ như thế Thứ hai nữa thì chúng ta biết một điều rằng là Bản thân Nga thì Họ coi vấn đề phát triển vũ khí quốc phòng là một trong những cái cái sống còn để bảo vệ quốc gia của họ, đúng không ạ? Cho nên các công ty vũ khí thì nó vẫn nằm trong tay nhà nước phần lớn. Còn ở Mỹ thì cái phương cái cái cái, cái phương châm uh, của cái những cái ngành vũ khí của họ Mỹ nó mang tính chất nó hướng tới thị trường, nó tư bản chủ nghĩa mà. Cho nên là nó hướng tới những vũ khí mà có thể bán được nhiều, đúng không ạ? Và gần đây thì chúng tôi không thấy là Mỹ khoe được ra được nhiều những cái công nghệ về vũ khí như ngày xưa, bạn nhớ nhá. Ngày xưa cách đây 10 năm ấy, thì tôi thấy là Mỹ lúc nào cũng khoe ra các loại vũ khí mới. Đấy, nhưng mà gần đây kể cả những cái dự án quan trọng của họ như là súng laser rồi súng bắn tầm xa cách mấy trăm km vân vân ấy, railgun vân vân, là tôi thấy là họ cũng càng ngày họ càng càng ít có những cái dự án vậy như vậy. Cho nên về mặt lĩnh vực công nghệ quân sự thì tôi khẳng định với bạn là Nga sẽ có khả năng đầu tư và phát triển nhanh hơn Mỹ trong thời gian tới đúng không ạ? Còn 20 năm có lẽ là quá dài. Thế còn cái vấn đề liên quan tới việc là dẫn đầu thế giới để chống lại chủ nghĩa đơn cực đấy, và thiết lập ra thế giới đa cực thì tôi nghĩ là Nga đang đang bắt đầu làm điều đó rồi đúng không ạ? Và chắc chắn Nga là con chim đầu đàn đấy, bởi vì Nga làm người có cái cái, cái 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 ảnh hưởng đúng không ạ? Và là cái người dẫn đầu. Thế còn cái người mà hợp sức có cái công đóng góp lớn với nga chính là trung quốc nga không thể thiếu trung quốc và trung quốc thì không thể không có nga Đấy, nga là một cái điểm khởi đầu và đây là cái thời điểm mà thiên thời địa lợi nhân hòa cho cái thời gian đa cực bởi vì là à, có lẽ từ rất lâu rồi đúng không ạ trung quốc và nga lần đầu tiên bắt tay và xích lại gần với khả năng hợp tác nó cái tầm của họ bây giờ nó mang tính chất nó như là đối tác gọi là là như anh em rồi cho nên tôi nghĩ rằng là đây là một cái cơ hội hiếm có cho nên là cái lời của cái khảo sát này tôi thấy nó không nghe nó có vẻ hơi sốc nhưng thực tế nó nó rất thực tế như quý vị đã biết thì chúng tôi có một ngày bây giờ gần như là chúng tôi hình như là đâu đấy là trò chuyện với quý vị tổng cộng nó phải đến có ngày dài nhiều nó phải 3 tiếng đấy có hôm là gọi là tối còn không nói chuyện được cơ vì nó khả hết giọng nhưng mà ở đây tôi muốn nói là chúng tôi sẽ chia ra À, những cái 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 hạng mục nội dung từ cái vấn đề chi tiết nhất đấy là liên quan đến sự kiện nóng bỏng nhất hiện nay là cuộc chiến ukraine đúng không ạ trên trên mặt trận đấy. còn cái mức mà nó phổ biến thứ hai là liên quan tới thông tin những cái bản tin chúng tôi bình luận những bản tin nó liên quan tới xung quanh cuộc chiến đúng không ạ đấy, và cuối cùng là buổi tối thì chúng tôi bình luận những cái bản tin xung quanh vòng quanh thế giới thậm chí là ra cả vũ trụ nữa vân vân thì như vậy là một ngày chúng tôi đã cung cấp cho quý vị bây giờ trong thời gian tạm thời hiện nay ba bản tin hướng vào ba cái mức độ từ rất chi tiết cho tới mức chi tiết trung bình và tới mức rất là khái quát để quý vị nắm được toàn bộ những cái diễn biến trong cuộc chiến Ukraine và vòng quanh thế giới ba chương trình thì chúng tôi sẽ hướng tới việc là phát vào các buổi sáng, trưa, chiều tối để cho quý vị thu xếp thời gian để nghe được càng nhiều càng tốt thì chúng tôi rất cảm ơn nếu quý vị dành được thời gian để nghe càng nhiều chương trình của kênh. Chúng ta đến với một số nhà chính trị của Ukraine, trong đó có siêu cố vấn Polodiak của ông Zelensky. Ông này thì phát biểu là tuy là tình hình của Bắc Mút thì không sáng sủa gì nhưng mà việc mà chúng ta giữ vững được Bắc Mút là một trong những thắng lợi chiến lược quan trọng nhất đối với Ukraine trong suốt 9 tháng qua bởi vì trong suốt 9 tháng qua thì nga không tiện vì họ bị chi phối ở bắc mút quá nhiều cho nên họ không thể tiến hành được cuộc tổng tấn công và để mà tiến sâu vào trong lãnh thổ của chúng ta đồng thời quân đội ukraine đã hủy diệt hầu hết các đội quân tinh nhuệ nhất của ukraine uh, của nga và làm gián đoạn kế hoạch quan trọng nhất của ukraine uh, của nga trong việc giải phóng toàn bộ vùng donbass như vậy là đây là một chiến thắng rất quan trọng đúng không ạ trong mắt của người Ukraine. Chúng ta hãy chờ xem trong vài ngày tới nó sẽ có họ sẽ thay đổi về quan điểm về cái uh, chiến địa ở Bắc Mút như nào. À, sự ngớ ngẩn của truyền thông uh, ở Ukraine nó uh, dạng như là nó không có giới hạn, đấy là một cái lời nhận định của uh, của một blogger người uh, Nga khi uh, bình luận về cái phát biểu của ông uh, Novo Nenets người uh, phó văn phòng của hội đồng uh, khu vực Lip khi ông cho rằng là uh, Chúa Giêsu đã là một người Ukraine. Hôm trước thì các bạn nhớ là Ukraine họ cũng có một cái uh, một số những người họ nói rằng là là cái người uh, cái nhà vô hành vũ trụ Yuri Gagarin đấy, người đầu tiên mà đi ra ngoài trái đất uh, lên quỹ đạo ấy cũng là người Ukraine đúng không ạ và hôm nay họ nói rằng là Chúa Giêsu là người Ukraine phải nói là những chiến dịch uh, tuyên truyền của Ukraine bây giờ nó không có giới hạn thật và nó rất là, là siêu tưởng đúng không ạ hôm nay Ukraine cũng uh, ra một cái khi uh, thông báo yêu cầu uh, công ty uh, dầu khí Shell của Anh trả 1 tỷ đô la cho uh, Ukraine vì uh, đã từ cái tài sản mà công ty Shell này đã tịch thu trong quá trình mà mà à, quốc hữu hóa xin lỗi tịch thu cái tài sản của à, của công à, của công ty dầu của nga tại anh khi nga tiến hành cái cuộc à, cuộc chiến này ấy, thì ở anh là công ty dầu anh là họ 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 trưng dụng luôn cái tài sản của cái À, cái phần mà cổ phiếu cổ phần của nga trong công ty dầu của anh, đấy, cho nên là cái khoản tiền đấy nó rất lớn, nhiều tỷ đô cơ. ông zelensky hôm nay ông ấy cho cố vấn của mình gửi luôn yêu cầu đến à, vừa vừa yêu cầu thông báo đến và đồng thời là yêu cầu trả tiền luôn một tỷ đô la. Hôm trước thì các bạn nhớ là Ukraine cũng đòi các công ty giàu ở trên thế giới đấy. và họ biết rằng là các nguyên năng lượng năm vừa rồi kiếm được 200 tỷ đô, đúng không ạ? Và họ cũng yêu cầu các công ty đấy là có cái trách nhiệm phải chi trả cho Ukraine bởi vì nhờ cuộc chiến của Ukraine mà các công ty năng lượng mới kiếm được bộ tiền như thế. Nghe rất là hợp lý. Tôi thấy gần đây các hoạt động kiếm tiền của Ukraine nó nó được thúc đẩy rất là mạnh mẽ nhé. À, từ những cái liên quan tới chương trình xuất khẩu ngũ cốc này, rồi chương trình mà xuất khẩu ngũ cốc trên biển và trên bộ sang cả EU, đúng không ạ, lên trên toàn thế giới cạnh tranh rất kinh khủng. Rồi là họ đòi các nơi, các khoản tiền, họ vay viện trợ, xin vân vân. Và hôm nay họ còn làm một cái việc nữa là họ chuẩn bị thanh lý một loạt các cái tài sản của nhà nước có trị giá tới 400 triệu đô. Đấy, cái việc này nó giống như y hệt như Ukraine cái hồi mà sau khi Liên Xô sụp đổ nó giống Ukraine và nó cũng giống Nga luôn cái thời đấy thông qua cái việc cưỡng Á đấy là tài sản của đất nước của hai nước là bị kiệt quệ đấy mà sau khi ông Putin lên ông mới khôi phục ông mới ông mới vãn hồi lại cái cái quá trình đó đúng không ạ và nước Nga nó mới quay lại được như ngày hôm nay cho nên là cái quá trình này chắc chắn nó sẽ làm cho cái nhà nước uh, Ukraine là thêm kiệt quệ mà nếu chắc chắn nó sẽ rơi vào tay của những nhà tài phiệt rồi và thậm chí là trong cái bối cảnh này thì nó sẽ rơi vào tay của những nhà tài phiệt của quốc tế nữa thì còn khổ nữa hôm nay thì mỹ cũng công bố gói viện trợ mới 325 triệu đô la chủ yếu là mua các loại đạn dược cho pháo cho hệ thống phòng không và các loại đạn khác còn Hà Lan và Đan Mạch hôm nay cũng công bố là sẽ gửi cho Ukraine thêm 12 chiếc xe tăng Leopard 2. À, một thông tin đáng lưu ý hôm qua chúng tôi có truyền tới quý vị biết là à, tổng thống Hàn Quốc có nói việc là nếu trong tình huống cần thiết đúng không ạ leo thang thì Hàn Quốc sẽ gửi vũ khí sát thương sang cho Ukraine để mà chống nga nhưng mà sau khi ông Medvedev ông nói ngày hôm qua ấy, là bóng gió rằng là là người dân Hàn Quốc nên tìm hiểu xem là nếu như chúng tôi gửi những vũ khí tối tân của chúng tôi cho à, Triều Tiên thì các bạn sẽ nghĩ như thế nào? Đấy, cái câu chuyện cái thông điệp của ông ấy nó rất là ý tứ như thế. thì hôm nay là người đại diện của văn phòng chính phủ Hàn Quốc hôm nay đã làm một cái cuộc quay xe nhanh nhất mọi thời đại. đấy là à, chúng tôi rất trân trọng cái mối quan hệ đối với Nga và chúng tôi sẽ không gửi vũ UK khí cho Ukraine để làm phức tạp thêm cái mối quan hệ của chúng tôi đối với Moscow. chúng tôi phải à, giữ gìn cái quan hệ đối với Nga. À, để ổn định tình hình trong khu vực như vậy là gì như vậy là đấy là ông Medvedev tôi nghĩ là nhiều khi là ông ấy ông ấy chém gió thôi mà ông ăn tiền đúng không ạ đất nước cũng nên là nước nào cũng có lên một vài nhân vật như thế chả cần phải động gì đến vũ khí bom đạn cả chỉ cần chém gió phát thôi là sợ đúng không ạ đấy, và rõ ràng là cái việc này nó rất thật thôi bây giờ Hàn Quốc thì nằm trên đe dưới búa đúng không ạ Triều Tiên thì có ngán cái gì đâu Nước nước của họ họ chả ngán gì cả Thế mà bây giờ họ lại còn được uh, tiếp uh, tay từ phía nga nữa thì chắc chắn là hàn quốc phải sợ cong vói là đúng rồi hàn quốc cũng nên thông minh để nghĩ một điều rằng là thực tế mỹ họ không họ chỉ giúp võ mồm thôi còn chuyện gì xảy ra là hàn quốc sẽ phải gánh hết chúng ta nhớ cuộc chiến tranh uh, triều tiên vào những năm 50 đúng không ạ À, lúc đấy là Hàn Quốc đã bị Triều Tiên họ đẩy tới sát cái 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 mỏm của vùng Đông Nam rồi gần như mất toàn bộ đất nước rồi đấy, lúc đấy bây giờ là Liên hợp quốc Liên minh Mỹ và Liên minh mới nhảy vào mới cứu được đấy, nhưng mà lúc thời điểm đấy thì đất nước đã tan tan hoang hết rồi cho nên là Mỹ lúc nào cũng thế họ cũng luôn tìm mọi cách để mà họ gây ra những căng thẳng xung đột như thế nhưng mà nếu có xung đột thực sự diễn ra thì họ sẽ dạng như kiểu là bọ ngựa bắt cào cào thì chim sẻ núp đằng sau đúng không ạ? Chờ cho bọ ngựa bắt xong cào cào thì chim sẻ sẽ, sẽ lao ra đớp nốt. Và thế là kể từ sau cuộc chiến Triều Tiên ấy, Mỹ tung ra rất ít thứ nhưng mà họ được lại rất nhiều. À, chúng tôi đồng ý là Mỹ có hỗ trợ đại trợ Hàn Quốc rất nhiều để mà khôi phục kinh tế đúng không ạ? Nhưng mà nỗ lực của những người Hàn Quốc cũng không hề nhỏ trong cái sau cái cuộc chiến đấy. À, nhưng mà cái mà họ mỹ được là gì tự nhiên bây giờ hàn quốc là trở thành dưới trướng của mỹ đúng không ạ trở thành một cái đồng minh thân cận nếu mà không nói là một cái chư hầu như vậy là đối với Ukraine cũng là một tin không vui bởi vì như tình hình như này thì chắc chắn nếu có Hàn Quốc có cung ứng cho Ukraine thì họ chỉ dám cung ứng mũ bảo hiểm các thứ thôi, sẻng xiếc các thứ thôi. Theo phía Nga thì uh, cái thông tin mà họ lấy được từ tình báo ấy thì uh, ở phía Ukraine bây giờ cái tình hình liên quan cuộc tổng phản công như này là cái thông tin mà trong giới chính trị và chuyên gia ấy, là họ không được phép nhắc tới cái cuộc tổng phản công đấy chỉ có ông nào chém gió bên ngoài luồng thì chém thôi chứ còn là không được nhắc tới nó sẽ diễn ra như thế nào và cuối cùng thì trong trong nội bộ ấy thì họ nắm được thông tin là là cái khả năng mà cái thất bại của cuộc tổng phản công này nó lớn hơn 50% và đối với lại một cái cuộc tổng phản công như thế, thông thường thì nó sẽ có đến hàng vài chục, thậm chí là là hàng trăm cái viễn cảnh, các bối cảnh tiếp theo, đúng không ạ? Ở nhiều mặt trận, sau đấy thì nó sẽ như nào, bước 2 như nào, bước 3 như nào, bước 2.1 như nào, 2A như nào, 2B như nào, đúng không ạ? Tức là nó có rất nhiều nhẽ rẽ, cái 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 nhánh rẽ ra các cái kịch bản trong tương lai. Nhưng mà ở ở cái kế hoạch của ông Zelensky nó không có những cái việc như vậy. Nó không có cái việc là nếu như 10% đơn vị bị tiêu diệt, lực lượng bị tiêu diệt hay là bị bị đẩy lui thì kịch bản tiếp theo là như nào hoặc mất một lửa quân lực thì như nào, như nào vân vân Nó không có những kịch bản như thế. Đúng không ạ? Mà nó chỉ có một cái kịch bản là chiến thắng thôi. Như vậy là đây là một cuộc tổng phản công mà nó mang cái quy mô thời đại đúng không ạ? Nó thu hút rất nhiều dư luận. Chưa một cuộc tổng phản công, một cuộc chiến dịch quân sự lớn nào mà nó lại được không uh, khai bàn luận ở trên thế giới nhiều như thế Đấy, còn các cái chuyên gia trong nước thì không được phép nói tới Đấy, và cuối cùng thì không một cuộc tổng phản công nào mà nó lại không có nhiều các cái kịch bản để mà gọi là làm các phương án ABCD đúng không ạ chắc chắn là tôi nghĩ là có nhưng mà ở đây ý của những cái người chuyên gia này họ nói rằng là uh, dường như người Ukraine lãnh đạo Ukraine ấy họ chỉ trông chờ vào cái khả năng thành công của cái cuộc tổng phản công này thôi bởi vì nếu nó thất bại thì đồng nghĩa với việc là là nó gần như một cái dấu chấm hết và điều đáng nói đối với cái người tiết lộ thông tin này gì là ông zelensky ông ấy biết về vấn đề đó đấy, ông biết về vấn đề cái rủi ro của kế hoạch này và tất nhiên là anh biết thôi đúng không ạ chẳng nhẽ lại không biết là đây là một kế hoạch nó rất là rủi ro đấy, và đấy là lý do mà tại sao là ông ấy và chính phủ của ông ông ấy luôn luôn trì hoãn cuộc tổng phản công và chờ để nhận thêm viện trợ từ phía phương tây và theo cái nguồn tin bên trong này, tiết lộ của phía Ukraine này thì bây giờ ở nội tình bên Ukraine còn có một cái thông tin cho thấy là ông Zelensky bây giờ ông ấy đang có ý đồ tống tiền phương Tây. Đấy, ông tống tiền phương Tây ở khía cạnh gì là sẽ không có bất kỳ một cuộc tổng phản công nào trừ khi chúng tôi nhận được thêm các cái nguồn viện trợ liên quan tới phòng không, UAV, máy bay F-16 và tên lửa. Đấy. Tên lửa không đối không để đối để có thể đấu lại tên lửa và máy bay của nga như vậy là rõ ràng là cũng có những thông tin mang tính chất là chờ đợi đúng không ạ? Cũng chờ đợi cái F-16 và vũ khí liên quan tới F-16 để đấu lại máy bay nga đấy. Bởi vì thực ra bây giờ ấy, cuộc tổng tấn công nó diễn ra thì tôi thấy bất lợi nhất đối với ukraine là họ không có tên lửa tầm xa cho máy bay của họ đúng không ạ? Có nghĩa là tâm lửa tên lửa máy bay của họ radar chưa quét được để nhận diện máy bay của nga thì đã bị tên lửa của bang nga nó sơi tái mất rồi. Đấy, đấy là một cái nó rủi ro cực lớn. Với những thông tin mới như này thì không biết là nó có ảnh hưởng gì tới kế hoạch tổng phản công không nhỉ? Nếu mà nó lại trần trừ nữa thì chúng ta mất hết kiên nhẫn mất. Ở à, mặt trận thì như chúng tôi cũng đã trình bày trong các video trước, ngày hôm nay cũng là một ngày uh, Ukraine thiệt hại cũng rất lớn. Có thể nói là một trong những ngày thiệt hại rất uh, cao nhất kể từ uh, tháng 4, không chỉ về uh, uh, binh sĩ mà còn về các cái phương tiện của uh, chiến tranh của Ukraine. Binh sĩ thì ngày hôm nay họ phải thiệt hại đến hơn 500 người. Hơn 500 người. Còn các cái loại xe bọc thép có cả xe tăng nữa thì phải đến hai mấy cái, đúng không ạ? Gần 30 cái. Và đặc biệt là ngày hôm nay là kỷ lục số máy bay của Kena bị bắn rơi là ba cái. ba cái máy bay. Và thậm chí là đến đến chiều hôm nay lại còn bị thêm nữa Nhưng mà cái đấy chúng ta sẽ tính vào ngày mai đi. Thực sự là những cái thiệt hại rất khủng khiếp đấy. Nếu mà nói về chiến tranh mà không không giáp lá cà, không gọi là là mặt đối mặt và một cái chiến tuyến nó nó dài từ chít tít trên xuống dưới chỉ có pháo viết các thứ đúng không ạ thiệt hại đến cái mức độ như này đây là tôi chưa liệt kê được ra những cái thông số liên thông số rất quan trọng liên quan tới những cái kho tàng bến bãi đấy các bạn ạ kho đạn rồi là kho dầu đúng không ạ các loại kho đấy rồi sở chỉ huy rồi vân vân rất nhiều thứ mà trên video của bộ quốc phòng nga và và những cái phóng viên họ đưa về rất nhiều Ukraine cũng làm được những cái thiệt hại cho Nga nhưng mà nó chỉ làm số rất nhỏ so với Nga thôi. Mà nếu cứ tình hình như này tôi thấy rõ ràng là Ukraine cũng không thể chờ được thêm đúng không ạ? Nếu như này thì chờ đến lúc mà kiếm được thêm một tí uh, viện trợ thì có khi lại còn mất nhiều hơn. Một binh sĩ Ukraine, người vừa thoát chết hôm qua tại chiến trường Bắc Mút cho biết đơn vị của anh, chung một trung đội có 21 người. và cuối cùng sau một cuộc chiến với Nga thì chỉ còn lại có có 3 người trong đó có anh và cả ba đều bị thương nặng. À, anh nói rằng là thực sự đấy không phải là một cuộc chiến nữa mà nó như một cái địa ngục. À, chúng tôi đứng đấy và chỉ chờ bom, đạn pháo và xe tăng của Nga nã vào đầu chúng tôi cả ngày. Đấy. Rồi là chưa kể là AU, AU UAV bay ở trên đầu thả bom, thả thuốc chất nổ xuống đầu chúng tôi bất cứ lúc nào. Cũng phải nói kinh khủng các bạn nhỉ. Chúng ta không thể tưởng tượng được là người Nga người ta lấy đâu ra cái cái, cái nguồn nhiên nguyên liệu và cái công suất sản xuất để mà họ họ tra tấn đối thủ đúng không ạ đây là một cái 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 câu nói kiểu này bạn có thể thấy là rất nhiều những nơi khác rất nhiều những cái người chiến binh từ các nơi người ta đều nói một cái câu tương tự như thế đúng không ạ tức là đạn pháo bom biết rồi sẽ tăng bắn cả ngày trên đầu Ông hôm nọ của ông bảo là, là đấy hai ông ngồi bên chiến hào cạnh nhau ấy. cứ hỏi là mày còn sống không ấy. Đấy rồi là từng càng về sau, cuối ngày thì càng thấy ít ông trả lời, và cuối đến cuối ngày còn mỗi mình ông ấy. Thì như vậy là tình huống nó rất giống nhau, đúng không ạ? Rất nhiều cái câu chuyện như này rồi. Một số chiến binh ở ở trong uh, bác mút của Ukraine cũng nói rằng là họ rất tức giận rất ức chế. Đấy và họ đổ giận cho cái việc uh, người dân, họ nói là tại sao là chúng tôi không để được bắn vào dân thường ở actomos tức là bác mút và tôi không hề hiểu được điều này tại sao chúng ta không thể loại bỏ hết những kẻ gọi là cơ hội này đấy, thì những người dân thường ở bác bây giờ đa số là những cái người mà họ chờ nga đến mà họ là công dân ukraine đấy, nhưng mà họ chỉ chờ nga đến họ không chịu sơ tán đi và những người lính này có những người theo cái tư tưởng cực đoan thì họ người nhìn thấy họ rất là ngứa mắt thực ra thì cũng đã có những cái vụ bắn giết rồi chứ không phải là không đấy, nhưng mà về cơ bản về luật là những người này không được phép làm như thế một người lính đánh thuê vừa từ Ukraine trở về Thụy Điển và cho biết rằng là tất cả những thông tin của Ukraine trên mặt trận truyền thông thường là những thông tin sai lệch. đấy Nếu không muốn nói là toàn những lời nói dối. Anh này nói rằng là cái tình hình chiến địa ở Bắc Mút và các mặt trận chung của Ukraine bây giờ là rất xấu. Nếu không muốn nói là rất nguy kịch. Còn trên truyền thông thì Ukraine thường tô vẽ là những cái điều kiện chiến đấu rồi là À, những cái uh, diễn biến rất là có lợi cho phía Ukraine tức là toàn những màu hồng thôi. Còn anh theo anh này thì uh, ngoài cái điều kiện uh, rất là tồi tệ về cái tính nguy kịch của các chiến trường, thì uh, ở mặt trận là đa số các chiến trường đều thiếu đạn dược, thiếu đồ ăn, thiếu đồ mặc. Đấy Trên uh, đài truyền hình quốc gia cũng như trên các tờ báo, các kênh chính thức của Ukraine thì uh, liên tiếp uh, Nói về những hình ảnh của ông Zelensky ra thăm chiến trường và những hình ảnh của ông Putin cũng ra thăm chiến trường và mổ xẻ nó và coi nó là hoàn toàn là 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 hình thành những cái video giả bởi vì việc này nó không thể xảy ra. Một người như ông Putin thì không thể có thể uh, mò ra tận sát chiến trường như thế được và đây là một cái người đóng thế đấy, và cả nước thì đều uh, quên hết các chuyện khác chỉ có bàn về chuyện ở đây là giả hay thật hay thôi và theo như họ nói là ông Putin giờ bị ốm nặng làm sao cũng có thể đi được chiến trường Đấy. có những cái tin đồn là uh, của Ukraine nói rằng có họ có thông tin mật từ phía tình báo bên trong Điện Kremlin cho biết là sau khi ông Putin họp với các tướng lĩnh cao cấp xong thì ông ấy bị ngã xuống và bất tỉnh Đấy, đại loại như vậy còn tối nay thì tôi thấy là ông Putin ông vừa phát biểu một cái bài phát biểu khá dài và trông mặt mũi ông ấy, nó không khác gì mọi ngày nếu như một người đóng thế mà họ đóng đạt như thế thì thôi tôi thì thấy là cũng bình thường đúng không ạ nhưng chẳng quan trọng nữa đóng thế mà còn đóng nhiều khi tốt hơn cả nhân vật chính như vậy thì thôi đóng luôn đi hôm qua thì ở thủ đô kiev ấy nó có một cái hiện tượng rất lạ đấy là nó có một cái luồng sáng từ trên cao nó nó phóng xuống trung tâm thủ đô rất sáng rất to đấy, và trước khi nó tiếp đất thì nó biến mất với một cái vẹt dài Đấy, và nhiều người ở Ukraine nói rằng là nó là vệ tinh rơi rồi là, là cái nha khí tượng thủy văn hay là cái sao băng hay biết gì đấy nhưng nhiều người cũng đồn đoán là rất có thể nó liên quan đến cái chuyến viếng thăm của ông uh, bộ trưởng bộ quốc phòng uh, Trung Quốc sang thăm uh, Nga đấy, và uh, ở Nga bây giờ họ đang triển khai một loạt các cái phương tiện tác chiến điện tử mà phương Tây bây giờ thừa nhận là nó rất nguy hiểm đấy thì cũng có thể là hai ông bộ trưởng bộ quốc phòng sau khi mà trao đổi với nhau thì đã tiến hành thử nghiệm gì đó ở ở thủ đô của Ukraine. À, đấy là một cái thuyết âm mưu. Cũng biết đâu đấy đúng không ạ? Chẳng nhẽ lại có một cái sự trùng hợp như thế. Chưa bao giờ có một cái việc như thế mà. Còn NATO họ nói là cái vệ tinh của họ mà trong cái ngày rơi đúng đấy ấy, thì nó không ở cái vùng của Ukraine. À, như vậy thì nó là sao băng đúng không ạ? Sao băng mà nó diễn ra như vậy là rất tình cờ đấy mà như ngày xưa người ta nói là một đất nước có 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 dịch này, dịch Covid này, thứ hai là có chiến tranh này, mà thứ ba là đang có bị ngập lụt đấy đang ngập lụt ở Kiev mà. Và cuối cùng lại có cả sao băng rơi nữa thì như vậy là bốn cái dấu hiệu nó rất là đen đấy, không phải là không đâu. Nếu mà rơi vào thời Tam Quốc có nghĩa là cái dấu hiệu mà mất nước ấy đúng không ạ? Bị tiêu gọi là diệt vong của cả quốc gia đấy chứ chả đùa. Tờ báo hàng đầu của Đức, Die Welt hôm nay nói rằng kế hoạch của ông Zelensky này để tổng phản công ấy thì nó giống rất giống với kế hoạch tổng phản công à, kế hoạch tấn công của ông của của phát xít Hitler vào những năm 1943 ở cái vòng cung Kurs cũng là Ukraine hiện nay đấy, đấy và Ukraine sát nga đấy. thì uh, nó giống nhau ở chỗ là phát xít Đức hồi đấy họ đã dành quá nhiều thời gian để chuẩn bị dẫn tới cái việc là Hồng quân Liên Xô có đủ thời gian để mà mà củng cố trận địa và và cuối cùng là tiêu diệt toàn bộ quân Đức ở cái cái, cái trận chiến Kurs. Đúng là cuộc tổng phản công này của ông này tôi không biết là có thể thành công trên thực địa hay không nhưng mà rõ ràng nó rất thành công trên khía cạnh truyền thông đúng không ạ? Bây giờ thì đến Việt Nam có khi là cả mấy bà mẹ bỉm sữa rồi là mấy chị em làm nêu rồi cả mấy thư ký văn phòng rồi cả mấy chị em đọc bản tin ngày xưa làm đẹp làm điếc bây giờ có khi cũng biết hết về Ukraine mới lại tổng phản công các thứ rồi. Gần đây trên trang của chúng tôi, chúng tôi theo dõi là có rất nhiều tài khoản nữ bình luận về chiến trận của Ukraine là một điều rất là lạ, đúng không ạ? Rất là lạ và cũng không biết là đáng, đáng vui hay đáng mừng. Tôi lo cho các ông chồng của mấy bà này lắm. Hôm nay thì ông Arestovich, cựu cố vấn của ông Zelensky, người bị đào thải, đúng không ạ? Thì đã nói một phát biểu cũng không quá dài, một câu rất đơn giản thôi là Ukraine cần phải chuẩn bị cho một cuộc chiến mới với Nga. vào những năm 2028, 2029, tôi chắc chắn về điều đó 101%. Đấy. Ông nói rằng là tuy Nga đang tiến hành cuộc chiến hiện tại nhưng họ đang đã bắt đầu chuẩn bị cho vòng 2 của cuộc chiến này. Và lần đó, lần sau này thì chắc chắn người Nga khi người Nga quay lại thì họ sẽ chiến thắng Ukraine một cách dễ dàng. Nhờ học hỏi được những thất bại trong cái cuộc chiến lần thứ nhất, tức là cuộc chiến đang diễn ra. Tôi thì tôi nghĩ ông này ông nói đúng và cũng là sai, nhưng mà cơ bản là đúng. Thực ra thì tôi nghĩ rằng Nga cũng sẵn sàng để mà 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 chiến đấu một cuộc chiến này đến năm những năm 30, những 2030 đúng không ạ? Cũng là cái thời điểm ông này ông nói là diễn ra cuộc chiến lần hai. Đấy, còn cái việc nó diễn ra lần một lần hai không ấy thì tôi nghĩ nó chỉ mang tính chất thủ tục thôi đúng không ạ nếu có và cái việc đấy thì nó khó xảy ra bởi vì là đối với nga thì bây giờ tôi nghĩ rằng người ta sẽ không chấp nhận một cái cuộc một một cái một cái sự thỏa hiệp để mà tạm dừng đúng không ạ tạm dừng ngừng bắn tạm dừng hoặc là một cái hòa bình mang tính chất nó nó tạm bỡ đúng không ạ bởi vì trước sau gì thì chiến tranh nó sẽ quay lại mà trong cái thời gian mà ukraine Uh, diễn ra hòa bình đấy mà họ, Ukraine họ để cho Ukraine có cái cơ hội để mà gia nhập NATO một cách bất ngờ chẳng hạn như thế thì chắc chắn nó sẽ rất bất lợi đối với họ đúng không ạ? Cho nên tôi nghĩ rằng là cái việc đấy rất khó xảy ra. Tất nhiên nó vẫn có thể xảy ra, đấy, trừ khi là ơ, trong trường hợp là nga có thể chịu những cái 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 bất lợi nhất định đúng không ạ? Mà chúng ta chưa đoán được. Đấy, chứ còn nếu như mọi thứ nó vẫn diễn ra theo tính toán của họ như này thì tôi nghĩ rằng là họ sẽ Uh, một là Ukraine phải chấp nhận những điều kiện của họ còn không thì họ sẽ kéo dài cuộc chiến đến khi nào đúng không ạ đến khi nào mà đất nước của họ không chấp nhận được điều đó nữa còn trong trường hợp mà vì lý do gì đấy mà phải diễn ra một cái hòa bình tạm thời hoặc là một cái ngừng bắn tạm thời tôi nghĩ bối cảnh đấy thì khó đúng không ạ nhưng nếu diễn ra thì chắc chắn là mà không giải quyết được vấn đề ấy, không giải quyết được vấn đề như là phi quân sự hóa phi phát xít hóa hoặc là phi hạt nhân hóa ấy, Đấy, hoặc là đã giải quyết nhưng nó tạm thời thôi, sau này nó lại nổi lên nó quay lại thì chắc chắn là chúng ta rất nhiều người đồng ý rằng chỉ trong vòng 5 năm, đúng không ạ, trong vòng 5 năm Có nghĩa là đúng vào thời điểm ông này nói đấy, là 2028 đấy, thì chắc chắn là cuộc chiến lại diễn ra Và nếu Nga không tấn công Ukraine thì Ukraine sẽ tìm mọi cách để gây hấn bởi vì những người họ đứng đằng sau họ luôn muốn một cuộc chiến này diễn ra Đấy là cái điều mà chúng ta đã thấy rõ, đúng không ạ Bây giờ chúng ta sẽ dành thời gian để nói nhiều về một cái cuộc chiến này, để chúng ta phải thực sự, đây là một cái, đến đoạn này tôi rất muốn quý vị nghe cái đoạn này, thực sự là như vậy. À, bởi vì nó là một cái điều mà tôi thấy là gần như chúng ta đang bị du ngủ, đúng không ạ? Tất cả bị du ngủ, à, không phải lời của tôi. Thực ra đây tôi chỉ nhớ lại cái lời của ông Julian Assas, người sáng lập ra trang Wikileaks mà bây giờ Mỹ đang tiến hành truy nã và Anh bắt được ấy đang ra mà anh mà đối mặt mấy án mấy trăm năm ấy. Thì tôi thấy một điều rằng ông nói một câu ngày xưa nó rất là là chính xác. Tức là cái cái mục tiêu cuộc chiến của Mỹ ở Afghanistan hay là ở những nơi khác không phải là để chiến thắng Afghanistan, không phải là để kết thúc một cách thành công ở Afghanistan mà mục tiêu của cuộc chiến của Mỹ ở đó là để nó kéo dài càng lâu càng tốt, thậm chí là kéo dài vô tận. Tại sao Tại vì những lý do mà tôi đã nói với quý vị rất nhiều, đúng không ạ? Nó đơn giản những cuộc chiến như này nó là một cái cỗ máy rửa tiền uh, hoàn hảo mà những cỗ máy đấy khổng lồ, đúng không ạ? Để mà rửa tiền những rửa những cái đồng tiền từ những cái tiền thuế của người dân. Đấy. Và việc này tôi nói rồi bây giờ tôi chỉ cần nói lại như này để chúng ta hiểu một điều đúng không? Bây giờ đơn giản là chẳng hạn như là Ukraine nhận được 100 tỷ uh, viện trợ của uh, Mỹ đi. Thì như thế là gì? Toàn bộ tiền 100 tỷ đấy là tiền thuế của dân. Chắc chắn 100%, đúng không ạ? Nhưng về sau đó nhân dân Mỹ có nhận được nguồn lợi trực tiếp gì từ cuộc chiến không? Không, đúng không ạ? Họ không nhận được một cái gì cả. Trong khi đấy là cứ hàng tháng, hàng năm họ lại mất thêm hàng tỷ, hàng tỷ, hàng tỷ. Đấy, thì cơ bản giờ chỉ cần như thế là chúng ta hiểu một điều rồi là tại sao họ lại mất tiền, đúng không ạ? Và thứ hai là ai sẽ nhận được đồng tiền đó? Đó là những nhà tài phiệt, vũ khí, đúng không ạ? Những nhà chính trị gia. Đấy, Nôm na chúng ta chỉ cần hiểu như thế là chúng ta thấy là rõ ràng nó là một cái cơ chế để mà rửa tiền. Nó rất hợp pháp, nó rất du ngủ và nó rất hoàn hảo. Đấy. Và những cái khoản viện trợ như thế nó rất khổng lồ đúng không ạ? Một cái cuộc chiến ở Ukraine nó vừa diễn ra thôi. Mà nó đã mất đến 150 tỷ rồi. Tổng cộng các nước NATO. 150 tỷ chỉ trong vòng một năm. Thì bạn tưởng tượng nếu nó kéo dài tới 10 năm thì nó sẽ tới nghìn tỷ đúng không ạ? Đấy và ở Afghanistan thì bạn biết là chỉ riêng mỗi cái việc mà Mỹ để lại các cái loại xe bọc thép, xe Humvee vân vân ấy nó đã trị giá nó tới gần chục tỷ mà. Đấy là nguồn tin gọi là tính sơ sơ đấy. Còn tính kỹ nhiều người nói là còn mấy chục tỷ cơ. Và người Mỹ đâu quan tâm chuyện đấy đâu. Người ta không quan tâm. Quan trọng nhất khi đưa ra những quyết định chính trị đấy là gì? Là những nhà tài phiệt làm sao họ phải đưa ra được, để gây được sức ép để cho các chính trị gia đưa ra các gói đúng không ạ các gói viện trợ các gói đầu tư vũ khí đầu tư quân sự vào các chiến dịch quân sự này như ở ukraine nhưng bây giờ nói trước quay lại thì ra nói tới afghanistan Đấy. và ở afghanistan thì bạn biết là nó không chỉ là mỗi cái việc nó liên quan đến vũ khí mà đằng sau các cái chiến dịch quân sự như này nó là cả những cái công ty mà nó nuôi nó nuôi cả cái hệ thống uh, quân đội của mỹ đúng không ạ ở afghanistan ở việt nam nó là những công ty hậu cần quân sự khổng lồ Đấy, và chúng ta cũng nói luôn nó là những cái loại nhà thầu quân sự đúng không ạ một suất ăn là bao nhiêu tiền quần áo bao nhiêu tiền vân vân tất cả những người như thế họ không bao giờ muốn những cuộc chiến này dừng lại theo lời của ông Julian Assange ông nói thêm là đấy là lý do mà nó không đơn giản nó chỉ là một cuộc chiến mà chúng ta phải bằng mọi cách để ngăn chặn những cái tổ chức như là nhà như như là NATO bởi vì chừng nào mà còn có những cái tổ chức này hoạt động thì họ biến cái việc chiến tranh và chết chóc ở trên thế giới như là một cái chuẩn mực của cuộc sống. Ông ấy nói rất là chuẩn, bạn nhớ là bây giờ nếu như mà chúng ta sinh lên sinh ra trong một cái xã hội như ở phương Tây thì ông nào ông em nào sinh ra bây giờ nó cũng đều liên quan trong đến thời kỳ của một cuộc chiến nhất định, đúng không ạ? Từ những cái cuộc chiến trong thời hiện đại nhá, chúng tôi chỉ nói trong thời hiện đại thôi, còn trong quá khứ nó còn nhiều hơn. Như vậy là gì à, trong suốt 20 năm qua chiến tranh iraq đúng không ạ sau đó chiến tranh uh, uh, afghanistan sau đó là libya sau đó là syria đúng không ạ cuộc chiến nào nó cũng kéo dài vài năm và nó cứ liên miên như vậy và cái nguy hiểm như ông này ông nói là gì người phương tây người ta coi như là người ta nhét vào đầu cái thế hệ thanh niên cái thế hệ mới lớn lên để chấp nhận một điều là cái chuyện chiến tranh nó là một cái chuyện thường ngày nó xảy ra như một cái sự đã rồi như một cái điều mà xã hội chấp nhận như cơm bữa Đúng không ạ? Đấy là một cái nó rất là khủng khiếp. Đấy, và tại sao nó diễn ra? Đúng không ạ? Nó chỉ đơn giản mỗi việc là nhờ chiến tranh diễn ra thì sẽ có những nhà tài phiệt họ kiếm đồng tiền dựa trên cái xương máu của các cái dân tộc nạn nhân. Và đến đây thì chúng ta đã hiểu một cái bài học để cho người Ukraine biết rồi, đúng không ạ? Đến đây nếu Ukraine học đọc được những cái lời này của ông ấy nói cách đây mười mấy năm trước ấy, thì tôi nghĩ rằng là dân tộc họ sẽ sáng mắt ra. Và cũng là một cái bài học để các quốc gia xung quanh Nga, đó là những quốc gia Ukraine, Moldova, Georgia, Armenia, thậm chí là các nước Baltic phải mở mắt ra cái việc này, bởi vì là nói thật ra là chắc chắn nga không phải là Iraq đúng không ạ? Nga không phải Iraq và không phải Afghanistan, dân tộc nào dính tới cuộc chiến với nga thì đều có kết thúc rất là thảm bại, cho nên là đây chính là cái mà cái thông điệp mà tôi đọc lại của ông này, tôi thấy nó rất liên quan tới cuộc chiến của Ukraine hiện nay. Và như thế là chúng ta phải tìm mọi cách để tạo ra một thế giới đa cực đúng không ạ? Và đật đổ được những cái liên minh quân sự nó nó đẫm máu như là NATO, một liên minh mà lúc nào cũng vỗ ngực là liên minh phòng thủ để bảo vệ hòa bình, nhưng thực chất là chính họ là những người đi ném bom ở các cái đất nước khác. Đấy, hôm qua tôi cũng có nói luôn bây giờ họ đang tiến hành đồng thời hàng loạt các cái cuộc tập trận lớn bao vây toàn bộ cái lãnh thổ Nga ở toàn bộ phía Tây, phía Tây Bắc, Tây Nam thậm chí là ở cả phía Nhật Bản, Hàn Quốc nữa, đúng không ạ? Cũng có thể là có bàn tay của Mỹ và NATO ở đấy. Thế nhưng mà trên mồm lúc nào vừa tập trận, vừa, vừa cáo buộc Nga là người gây bất ổn nhất thế giới và mối đe dọa nhất đối với lại phương Tây, đúng không ạ? Thấy như vậy rõ ràng là gì? Là họ luôn tìm cách để mà nhìn xem ở đâu đấy còn cái cơ hội nào để tạo ra một cuộc chiến mới hay không. Và cái ẩn ý của ông này đằng sau, chúng ta luôn phải nhớ lại một cái điều nhé. Nhớ lại một điều là là NATO và Mỹ họ luôn muốn là thế hệ thanh niên mới lớn ra mới trưởng thành có một cái cách nhìn về những cuộc chiến như là một chuyện đã rồi như là một chuyện tiêu chuẩn sống hàng ngày và không có cái gì đáng chê trách không có cái gì đáng lên án về cái việc đó đúng không ạ? đấy là một cái nó mang tính chất là rất tội ác đối với lại nhân loại. Hôm nay ông John Stoltenberg cũng đến uh, bí mật đến Kiev để gặp ông Zelensky. Ông ấy nói rằng là tôi uh, À, bí mật để đến uh, Kyiv gặp uh, ông Zelensky để uh, trao đổi những vấn đề hệ trọng thì tôi chúng tôi đoán là chắc là nó cũng có thể liên quan tới cái cuộc uh, tổng phản công đúng không ạ thứ hai là liên quan tới việc chúng ta vừa nói là có thể ông Zelensky gây sức ép với NATO để mà chuyển thêm máy bay và các cái loại tên lửa đối không phòng không vân vân các cái vũ khí thêm của 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 NATO mà để phục vụ trong cuộc tổng phản công hoặc thậm chí là ông ấy có thể đến ông ấy làm chỉ huy trưởng đúng không? Chỉ huy trưởng của chiến dịch tổng phản công đi. Chưa biết ông ấy về bao giờ mà, cho nên tôi cũng không biết được. Nhưng mà chắc là nó cũng có một tí liên quan đấy. Ngoài ra thì nó cũng có thể liên quan tới việc là Ukraine vào NATO như thế nào, đúng không? Cũng có thể đến để trao đổi việc đấy. Mặc dù nó không liên quan tại thời điểm này, nhưng mà lúc này thì ở Kremlin họ cũng đe dọa rồi. Ông bảo là là chắc chắn là nga không cho phép Ukraine gia nhập NATO. Ông Peskov ông nói dài dòng nhưng Tôi chỉ chốt lại một câu như thế thôi Kỵ hàm ý của ông như thế Cái việc mà ngăn Ukraine gia nhập NATO Là một trong những cái mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt Cho nên chắc chắn cái việc đấy nó sẽ không xảy ra Đúng không ạ? Có nghĩa là người Nga sẽ làm mọi thứ để việc này nó Sẽ không được như trong mơ của ông Zelensky à, Còn ở Kiev thì họ cũng úp úp mà mở Ông này thì đến cũng bí mật Cũng không thông báo gì Đến nơi có khi là là xong việc rồi thì bắt đầu mới thông báo <laughs> và ở đây thì nó có cái tính hơi bí mật và nghiêm trọng nhưng mà đến thì các bạn thấy là vệ sĩ hàng trong, hàng ngoài để bảo vệ ông này nhưng tôi nói thật với các bạn một điều ấy, ông này mà gặp ông Zelensky thì tương tự cũng giống nhau, bởi vì cơ bản hai ông này ấy thì Nga sợ nhất là bắn nhầm tên lửa mà chẳng may hai ông này bị thương hoặc bị chết đúng không ạ? Cái ông Stoltenberg thì bản thân ông ấy giống như bà Ursula von Leyen, ông ấy có cái vai trò gì đâu? Ông chỉ là một cái người quản lý mang tính chất hành chính thôi. Chứ còn ông không có cái quyền hạn gì và ông không có trong tay quân sự hay cái gì cả. Cơ bản chỉ là một cái người điều phối. Nói đúng là như thế. Cho nên là ông ấy làm như ông là một cái yêu nhân gì đó, mà đến thì phải đến bí mật. Xong rồi là vệ sĩ, vệ sĩ kín mít cứ như kiểu là Joe Biden. Mà thực ra là mấy ông này lên học ông Joe Biden. Đúng không ạ? Ông Joe Biden, ông ấy biết là cái vai trò của ông ấy như nào trong con mắt người Nga. Ông ấy biết thừa là người Nga sợ nhất là bắn tên lửa vào ông ấy. Đúng không ạ? Uh, chẳng nhẽ bắn tên lửa vào thì giết một cái ông già 80 tuổi mà lại đi gây chiến với một cái một cái quốc gia hàng đầu thế giới chả dại gì người ta làm đúng không ạ ví dụ như là ông trump chẳng hạn thì còn có thể bắn đúng không vì vì nó gây thiệt hại cho nước mỹ chứ còn đi giết ông trump thì có mà giúp nước mỹ đúng không để cho nên là tôi nghĩ là hai ông này nên học cái cách của ông Trump, uh, ông Joe Biden là cứ đến đâu ấy thì thông báo cho người Nga để người ta tránh cái vùng đấy ra, người ta không bắn tên lửa vào đấy nữa, đúng không ạ? Cứ dấu dấu diếm diếm như này rồi chẳng may người Nga người ta cũng không biết người ta bắn vào cái doanh trại quân đội chẳng may là loại đạn lạc vào đấy thì lại lại, lại lại lúc đấy lại nguy to. Nước Mỹ đang che đậy thực tế, chúng ta không thể chống lại người Nga. Đấy là phát ngôn của ông John Kennedy, cũng là à xin lỗi, Robert Kennedy, là cháu của ông tổng thống John Kennedy ngày xưa đấy, nổi tiếng ấy. Và ông này cũng đang chạy vào nhà trắng hết này. Ông nói rằng là với tỷ lệ mà chúng ta đang phải chiến đấu với tỷ lệ 1 trên 8, 1 trên 7 đối với người Nga thì rõ ràng là Ukraine không có cửa gì để chiến thắng đối với người Nga cả. Tuy nhiên thì điều đang nói của ông này nói rất đúng, rất chuẩn là gì? Là từ cái góc nhìn địa chính trị mà nói thì cuộc chiến của Ukraine rất nguy hiểm đối với người Mỹ. Tại sao? Bởi vì cuộc chiến này nó thúc đẩy nhanh cái quá trình xích lại gần nhau giữa Nga và Trung Quốc đúng không ạ đây là một trong những kết quả tồi tệ nhất đối với hoa kỳ đấy. để cái thằng thứ hai mới thằng thứ ba nó liên minh lại với nhau thì rõ ràng đấy là một thất bại lớn nhất rồi đối với lại ông thụ số 1 rồi đúng không ạ đấy là một cái mà bây giờ chúng ta cũng nhìn thấy rõ đúng không ạ à, không chỉ trên chiến trường trên chính trường trên mặt trận kinh tế trên mặt trận chính trị đa cực, đồng tiền vân vân mọi thứ. Tự nhiên trong cái cuộc chiến này là bắt đầu nó tăng tốc. Chứ còn nếu không có cuộc chiến này tôi khẳng định với bạn là có khi đời tôi cũng không nhìn thấy cái việc là Nga với Trung Quốc bắt tay nhau thật ôm nhau chặt đến thế đúng không ạ? Và lại có những cái liên quan đến phi đô la hóa rồi là 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 cái gì? Là là đa cực đúng không ạ? À, liên minh châu Âu hôm nay họ nói rằng là họ trước cái vụ mà chuẩn bị đưa ra gói trừng phạt Tiếp theo đối với lại Nga thì bây giờ họ rất là chán bởi vì nói thật ra bây giờ lệnh trừng phạt đối với Nga thì chẳng còn cái gì để trừng phạt nữa rồi. Nó chỉ còn mỗi lĩnh vực hạt nhân thôi. Mà chắc chắn với lĩnh vực hạt nhân mà trừng phạt Nga thì như hôm qua chúng ta đã phân tích rồi, đúng không ạ? Nó là cái mà nó nó mang tính chất gậy ông đập lưng ông nhất ấy, tôi nói thẳng luôn. Nó còn nguy hiểm hơn là trừng phạt năng lượng đối với Nga nữa cơ. Cho nên là nếu như trừng phạt hạt nhân diễn ra thì chắc chắn là lúc đấy ở châu Âu cái số lượng lệnh trừng phạt mà nó có rất nhiều những cái miễn trừ, đúng không ạ? Có lách luật, có ngoại lệ, ấy, nó còn nhiều hơn chính những cái lệnh trừng phạt đó. Những cái lách luật ngoại lệ đó là gì? Ví dụ như ông Hungary bảo là nước chúng tôi phụ thuộc hoàn toàn năng lượng vào Nga, nếu mà không cho tôi nhập của các ông ấy thì tôi chết. Đấy, đại loại là khi mà đưa ra gói này ấy, thì cả châu Âu nó sẽ đều xin miễn trừ, nó đều xin gọi là ngoại trừ. Và cuối cùng là lệnh cấm vận thì cuối cùng là toàn là những cái lệnh xin miễn trừ xin miễn cái gì miễn bài, miễn quân bài, miễn tội chết ấy. Cũng chỉ riêng trong những lệnh cấm vật quan trọng nhất liên quan tới uh, khí ga của Nga cũng là một cái điều cực kỳ khó đối với lại châu Âu. Hiện nay thì rõ ràng là theo cái uh, thông số của EU, uh, ước tính của chuyên gia ở EU thì năm nay EU vẫn phải nhập 40 tỷ mét khối khí đốt tự nhiên từ Nga. Đấy. Và nếu không có cái con số này từ Nga thì họ cũng không biết xoay sở từ đâu, xoay sở từ đâu và đến thời điểm này thì eu cũng chưa có một cái cuộc thảo luận chính thức nào để mà hướng tới việc cấm nhập khẩu uh, ga của nga cả dầu thì họ đã cấm gần như hoàn toàn rồi đúng không ạ dầu thì chỉ còn lại những vụ đi đêm hoặc ngoại trừ thôi nhưng mà còn uh, chính thức mà nói thì uh, uh, nhập khẩu dầu uh, khí hóa lỏng của nga là bây giờ eu vẫn chưa có biện pháp nào khác Đấy thì nó lại quay lại cái câu chuyện hôm qua chúng ta kể với nhau nghe về việc hai anh nhà hàng xóm bán khoai cho nhau thôi đúng không ạ? Khí hoa lỏng nó nó rất khó, khó để mà cấm vận lắm. Đại khái là các lý do thì các nhà chính khách đều nêu ra đầy đủ lý do nhưng mà một trong lý do quan trọng nhất là họ không dám bàn cái chuyện này ấy là bởi vì nếu đưa ra lệnh cấm vận về khí hóa lỏng của Nga ấy, thì chắc chắn là họ sợ nhất là sợ cái sự đáp trả của người Nga. Đấy bây giờ là Nga họ đi đêm với lại Trung Quốc, Ấn Độ, Ả Rập rồi. Cho nên là có liên minh về năng lượng của họ rất mạnh nhỉ. Gần như là họ là những cái quốc gia họ sở hữu và kiểm soát hầu hết các nguồn năng lượng lớn nhất trên thế giới rồi. Cho nên bây giờ mà đi cấm đi đi uh, cấm vận một cái thằng mà nó đi nó sản xuất nhiều nhất đúng không ạ? Cấm vận cái thằng sản xuất khoai nhiều nhất thì làm sao mà mà ăn được khoai nữa? ở anh thì mấy hôm nay nó diễn ra cái phong trào là phản đối chính phủ cung cấp đạn uranium làm nghèo cho ukraine chúng tôi xin trình bày với quý vị một câu chuyện liên quan tới cái việc này để chúng ta cùng sáng tỏ về câu chuyện câu chuyện nó mang tên là liệu phương tây đang cố biến ukraine trở thành một chiến trường hạt nhân và một vùng đất chết sự kiện về việc nga anh công bố cái việc viện trợ đấy à, diễn ra ngay ngày hôm sau của việc mà cái um, hầm chỉ huy của nato ở ukraine bị đánh sập đúng không ạ rất nhiều uh, sĩ quan cao cấp nato đã bị chôn vùi ở trong đấy thì uh, sau đó để nói thêm với những anh em chưa biết đúng không ạ là phía anh đã cam kết sẽ gửi các loại đạn uh, uranium làm nghèo cho xe tăng liệu uh, xe tăng challenger <laughs> đạn uranium nghèo thì nhiều người người ta vẫn gọi là các loại đạn đạn phóng xạ bạn ạ là một loại đạn uh, sản phẩm phụ của quá trình làm dầu uranium đấy, và cơ bản thì là gì cái tính năng của nó là nó tạo ra những cái cái sự gọi là cô đặc về vật chất ở trên các cái bề mặt của của sắt thép ấy. đấy bằng cái phóng xạ đúng không ạ cho nên là nó tạo ra cái khả năng xuyên giáp rất là cao và dĩ nhiên là nó tính chất sát thương của nó đối với xe tăng là, là là rất đáng kể. Sau khi anh công bố kế hoạch đó thì ông Putin ông ấy chính ông ấy nói rằng là nga sẽ phản ứng một cách hợp lý đúng không ạ và sau đó thì nga có triển khai thông báo là sẽ triển khai vũ khí hạt nhân tới Belarus như vậy là trong mắt của nga và bây giờ trong mắt của cả cộng đồng thế giới cái việc anh gửi vũ khí uranium làm nghèo sang nó không đơn giản như thế nữa. Mồm thì họ nói rằng là nó hoàn toàn an toàn, đúng không ạ? Nhưng nó chỉ an toàn với người Anh và người Mỹ thôi. Chứ chắc chắn là nó sẽ biến Ukraine thành vùng đất chết và thậm chí là cả dân tộc, các nước trong dân tộc Slaver, trong đó Belarus, Nga, đúng không ạ? Litva, vân vân. Hàng loạt các dân tộc mà ở trong cái giải Slaver mà vốn thuộc các cái nước liên bang Nam Tư cũ đấy, mà vốn Mỹ cũng vẫn còn đang ghét, đấy, đúng không? Ạ? Như vậy là một cái mũi tên có thể tiêu diệt được rất nhiều đích ở đây đấy người Ukraine thì rất hào hứng với ý tưởng đó. Tất nhiên người Mỹ cũng rất ý tưởng, rất hào hứng rồi, đúng không ạ? Và giới chính trị quân sự của anh nhiều hầu thì cũng rất hào hứng rồi. Người dân thì người ta không hào hứng tí nào. Nhưng rõ ràng là người Ukraine lại có vẻ rất hào hứng bởi vì họ chỉ cần biết là gây sát thương cho người Nga là họ sẽ thích đã. Còn họ không biết một điều rằng là cho dù nó thế nào đi chăng nữa thì chính họ mới là người phải trả một cái giá rất đắt cho chính những viên đạn mà họ định bắn vào người Nga. Stuart Dyson là một người đã sống sót sau cuộc chiến Vùng Vịnh năm 1991 lần thứ nhất. Công việc của cái anh này trong một cái đơn vị xe tăng ấy, nó đơn giản là ông anh ấy chỉ đi anh ấy lau dọn thôi. Anh ấy lau dọn rồi là anh lau dọn xe tăng và những cái vũ khí trong đó có cả đạn xe tăng. Các cái đạn uranium làm nghèo mà anh nói là nó an toàn ấy. Đấy. Sau 5 năm phục vụ trong quân ngũ ở chiến trường ở khu vực Iraq, thì anh ấy quay trở về Tổ quốc và ở đấy thì anh ấy tìm được công an việc làm, rồi anh ấy cưới vợ, anh ấy có thêm con cái, đấy, và nhưng mà chỉ sau một thời gian ngắn thì sức khỏe của anh ấy suy thoái một cách rất nhanh. Trước đó thì anh ấy hoàn toàn khỏe mạnh và anh tin rằng là tất cả những cái gì liên quan đến sức khỏe của anh nó liên quan tới việc phục vụ trong quân đội ở Iraq. Ở Anh cũng như các nước phương Tây, NATO thì có rất nhiều người đã có những hội chứng nó rất bí ẩn, đúng không ạ? Nó giống như là anh Dyson này và người ta đều lúc đấy người ta gọi chung là cái hội chứng chiến tranh vùng vịnh. Sau vài năm chịu đựng những cái cơn đau, những cái triệu chứng rất là là bất thường từ việc đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, rồi là cơ bắp căng cứng vân vân, rồi đến một thời điểm là khi thăm bác sĩ thì đã phát hiện ra giai đoạn cuối của cái căn bệnh ung thư đại tràng và ung thư phổi cũng như là ung thư tuyến tụy. Sau một thời gian ngắn chiến đấu với căn bệnh ung thư, mấy cái căn bệnh thu một lúc thì anh này ra đi. Ở tuổi 39 năm 2008 Trường hợp của anh Dyson này nó rất quan trọng Bởi vì không chỉ bản thân anh ấy là một người rất khỏe mạnh Đúng là một cái cựu chiến binh từ chiến tranh vùng vịnh Và chết ở một cái tuổi còn rất trẻ vì căn bệnh ung thư như thế Rất nhiều căn bệnh ung thư cùng lúc như thế à Mà ngoài ra nó còn ở một cái lý do nữa là cuối cùng thì ở tòa Họ tuyên bố là anh này đã bị nhiễm phóng xạ uranium làm nghèo đó là phiên tòa diễn ra năm 2009 tại uh, quận Smerwick uh, ở Anh với cái uh, kết luận là ung thư của Dyson là từ di chứng của việc uh, tích lũy các cái uh, lượng phóng xạ uranium làm nghèo trong cơ thể và đặc biệt trong cái nội, trong nội tạng của anh và kéo dài từ cái thời gian anh phục vụ trong quân ngũ ở Trung Đông bộ quốc phòng mỹ thì cho biết là ước tính của họ là mỹ đã bắn tới gần một triệu quả đạn uranium làm nghèo trong cuộc chiến tranh vùng vịnh lần thứ nhất và kết quả là gì kết quả là cái vùng đất ở iraq ấy, nó biến thành một cái chiến trường gọi là chiến trường toàn chất độc phóng xạ hạt nhân và chúng ta có thể thấy là bây giờ cái tỷ lệ mà kiểu như là quái thai ấy, và những cái căn bệnh ung thư từ trước ấy, nó rất nhiều ở iraq luôn người Mỹ thì họ từ chối nhé. Họ từ chối để họ công nhận rằng tất cả những cái việc đấy là liên quan tới những cái vũ khí uranium làm nghèo cũng như là những cái loại hóa chất như là là hóa chất liên quan tác động vào thần kinh hay là các loại vũ khí sinh học khác, hóa học khác họ sử dụng ở đó. Đúng không ạ? Và tất nhiên họ từ chối rồi. Chắc chắn là cái trường hợp đấy chúng ta không lạ gì cả. Đúng không ạ? Chất độc hóa học Uh, chất động màu da cam ở Việt Nam rõ ràng là di chứng chúng ta đều biết ai cũng biết đúng không ạ nỗi đau đấy chúng ta ai cũng biết nhưng mà Mỹ có bao giờ chính thức thừa nhận đâu và ở Anh hay ở Mỹ họ cũng đều nói như thế họ cũng nói rằng là vũ khí của họ rất an toàn đúng không ạ lúc đấy bắn thì nó nó chỉ có biết chết thôi chứ còn làm gì có ai bị ung thư tại thời điểm đấy đâu đúng không ạ mà biết được nhưng về sau di chứng là kể cả đến mấy đời sau như ở Việt Nam chúng ta bây giờ còn vẫn còn dính những cái vụ như thế đấy như vậy là trong cơn giận dữ của người Anh, đúng không ạ? Họ đã ra một cái quyết định để mà trừng phạt người Slaver, người Nga, người Ukraine thông qua việc biến cái chiến trường Ukraine thành một cái vùng đất chết, vùng vật đất phóng xạ mà chắc chắn ảnh hưởng tới rất nhiều đời sau. Nôm na là gì? Ảnh hưởng tới giống nòi của dân tộc Slaver. Người phát ngôn của nhà trắng thì hôm đấy ông ấy có nói luôn là nếu như nga biết sợ thì đơn giản là họ hãy rút quân khỏi ukraine đúng không ạ? Đấy, Một câu nói như thế bạn có thể hiểu được là những gì họ nghĩ trong đầu rồi đúng không ạ? Bây giờ họ bất chấp thủ đoạn rồi. Trước cái đồn đoán của rất nhiều những thông tin bạn không hay về bản thân mình là mình đã chết rồi, mình đã mất rất nhiều cây căn bệnh ung thư, mình bị uh, uh, đầu độc, mình bị uh, cái gì, xạ trị rồi mình bị mổ này mổ kia, rồi mình bị thế thân rồi vân vân. Thì ông Putin hôm nay xuất hiện trên đài truyền hình nói rất nhiều. Cơ bản là ông chỉ nói về vấn đề phát triển kinh tế thôi, lại một lần nữa ông gây bất ngờ, ông không nói nặng lời về những vấn đề uh, chính trị hay là đe dọa đúng không ạ? Ông uh, nói rằng là tôi đã đích thân tôi đi tới vùng Khe Son và tôi đã sử dụng những cái xe của người dân ở đấy. Đa số những cái xe của người dân ở đó là những cái xe Lada đã có từ thời Liên Xô, những cái xe mà nó rất có thể nói là nó rất khiêm tốn. Đấy và điều này cho tôi thấy một điều rằng là cái thu nhập của những người dân ở vùng này rất là khiêm tốn. Ở vùng này thì người dân phải sử dụng những cái xe như thế trong điều kiện khá tồi tàn để đi làm rất xa, cho thấy họ là những người rất có kỷ luật, những rất là chăm chỉ và họ đang rất cần cái sự đỡ của chúng tôi trong khi cái mức giá vật giá ở cái vùng này thậm chí còn cao hơn ở những vùng ở trong đất của Nga như là Rostov và điều này là hoàn toàn là mất cân đối và chúng tôi đang nghĩ xem xem là chúng tôi sẽ trong thời gian tới có thể làm gì để giúp người dân ở những vùng này ngoài ra ông cũng đề cập đến một loạt những cái biện pháp giúp đỡ cho những cái người đang thực hiện nghĩa vụ quân sự có nhà ở các vùng này đồng thời là khuyến khích những cái thanh niên quân nhân rồi là viên chức tham gia vào cái quân sự ở khu vực này và hứa là sẽ có những cái biện pháp để mà bù đắp cho sự mất mát. Thực đúng như vậy, tôi nghe một số anh em trên trang cũng nói rằng là ở những cái vùng này thì một ngoài một vài số vùng như là Mariupol thì được xây dựng lại nhanh chóng nhưng cơ bản những vùng còn lại nó vẫn sát cái chiến sự đúng không ạ? Cho nên là Nga vẫn chưa thể làm gì được. Còn tôi nghĩ rằng là với cái tiềm lực của Nga như hiện nay thì cái việc đầu tư để xây lại cơ sở hạ tầng rồi là xe cộ bây giờ nó nó rất là sẵn rồi xe cộ xe Trung Quốc bây giờ nó rẻ như bèo ở nga rồi đúng không ạ rõ ràng cái đấy nó không không thiếu cơ bản là phải giải quyết được vấn đề chiến tranh còn ở đây mình nói một cái điều tâm tư của ông Putin là ông ấy dành rất nhiều thời gian để nói tới chuyện đời sống của nhân dân đặc biệt là cái vùng có chiến sự ấy. thì tôi thấy đấy là một cái điều đáng rất đáng lưu ý và như thế những bạn hay hỏi câu ông Putin có bị bệnh hay không thì chúng ta cũng có thể hoàn toàn là yên tâm đúng không ạ Ông ấy không biết cần biết là có bệnh hay không, nhưng mà rõ ràng là à, đầu óc của ông đang hoạt động rất là bình thường và thậm chí hơn mức bình thường. Hôm nay thì phát ngôn của Điện Kremlin cũng cho biết rằng là thực tế Nga không muốn đàm phán về vấn đề hạt nhân bởi hiện nay là kho hạt nhân của cả Pháp và Anh đang bị Mỹ điều khiển và thao túng, Đấy. tức là nằm dưới cái sự kiểm soát của Mỹ và cái điều đấy thì tôi nghĩ cũng không có vấn đề gì là, là khó hiểu đúng không ạ mặc dù cái số lượng của họ thì khá khiêm tốn so với lại cả nga và, và mỹ nhưng mà cơ bản nếu gộp lại ấy, thì cả nato cái sức mạnh hạt nhân của nato nó sẽ lớn hơn của nga và đây là cái lý do nga đưa ra ấy, và tôi cũng thấy là một cái điều nó cần phải làm bởi vì nếu như để tính ra để đàm phán một cái hiệp ước hạt nhân mới ấy, thì rõ ràng phải tính cả những cái số của nato vào bởi vì là Nga coi NATO là các bên đối tác của vấn đề đàm phán hạt nhân chứ không phải chỉ riêng Mỹ nữa, đúng không ạ? Còn trước đây thì chỉ có Nga với Mỹ có hiệp ước hạt kiểm soát hạt nhân lẫn nhau thôi. Còn lại là ông Anh và ông Pháp là không tính toán gì đến việc đấy cả. Thì bây giờ Nga làm cái việc này thì tôi nghĩ rằng họ muốn đưa ra một cái mặc cả để ép cái việc là là Mỹ phải tính toán cả Anh và Pháp vào. Đấy, tôi nghĩ là một cái điều rất là hợp lệ và thậm chí là phải đưa cả mấy ông còn lại nữa. Trung Quốc đúng không ạ, Ấn Độ rồi là Pakistan hay là là Israel phải đưa vào hết. Ông nào có hạt nhân phải đưa vào, nó là câu lạc bộ hạt nhân mà để kiểm soát lẫn nhau chứ. Hôm nay sau khi thực hiện cuộc kiểm soát bất ngờ cho tính sẵn sàng chiến đấu ở hạm đội Thái Bình Dương, thì ông Putin có ra sắc lệnh để để cho về vườn người chỉ huy đứng đầu của hạm đội Thái Bình Dương. Ông này thì đã mươi mấy tuổi rồi và ở trong cái vị trí này mười mấy năm rồi. Tôi nghĩ rằng ông ấy là người trảnh mạng đúng không ạ? Ông ấy chảnh mạng và nó rất đặc thù cho người Nga là nếu không có chuyện gì xảy ra thì họ luôn chảnh mạng. Và sau cái vụ này thì như là ông được chuyển công tác đến cái khu vực khác. Đấy, liên quan tới cái việc đào tạo binh lính và cái gì đấy giáo dục lòng yêu nước vân vân. Thông qua việc này thì chúng ta thể thấy một điều là gì? Thứ nhất là ông Putin bây giờ sẽ không tha thứ cho những người mà chảnh mảng nữa, căn bệnh của người Nga nữa, đúng không ạ? Hứ cứ hệ cứ hòa bình tí là vác vodka ra uống. Đấy, và thứ hai là chiến lược của nga họ đặt, đặt rất nặng, rất quan trọng vào cái khu vực Viễn Đông, nơi mà tiếp xúc với lại Hàn Quốc, Nhật Bản, đúng không ạ? Và xa hơn nữa là Mỹ và Canada, tức là khu vực Thái Bình Châu Á Thái Bình Dương nói chung nói về cái chỉnh mảng người nga ấy bạn ạ à, thì riêng trong cuộc chiến này nó nhiều rồi đúng không ạ tôi nghĩ rằng do chỉnh mảng rất nhiều nhưng mà người nga nổi tiếng vì một cái thất bại rất lớn đấy là cái cuộc chiến tranh ở crimea lần thứ nhất vào như thế kỷ 18 19 gì đấy đối với lại đế quốc ottoman là sau một trận chiến thì anh em ở đảo đấy là lôi ga ra uống đấy họ uống và say xỉn cả buổi tối đấy đến đêm thì quân thổ họ tràn lên họ tấn công và tiêu diệt hết và cuộc chiến đấy là nga thất bại ê trẻ thì mãi đâu đấy vài chục năm sau nữ hoàng katrina mới phát động cuộc chiến lần thứ hai đánh bại quân thổ mới thu hồi lại cái bán đảo đấy và từ đấy trở đi tôi thấy là cứ một thời gian nga lại xảy ra một cái chuyện tương tự như vậy đúng là do cái đặc tính của cái người dân ấy đúng không ạ họ sống ở cái xứ xa lạnh vân vân ấy là họ rất là trình bà thực tế trong cuộc sống tôi cũng vậy thấy vậy nhiều người mà sống trong những cái sự vùng an phận ấy họ cảm thấy nó an phận ấy thì họ không không căng thẳng và họ không có cảnh giác và cứ thường một thời gian lại xảy ra chuyện đúng không ạ xảy ra chuyện thì cảnh giác một thời gian sau thì lại xảy ra chuyện Đấy, một thời gian sau lơi là thì lại xảy ra chuyện và cứ lặp đi lặp lại như thế và tôi thấy ông nga này là 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 cái đặc thù của dân tộc của ông là như vậy còn ví dụ như là mấy ông israel chẳng hạn nhé, thì ông ấy sống ở trong cái vùng lang sói mà cho nên lúc nào cũng cảnh giác rất là cao độ, đúng không ạ? Ít khi có những cái sự vụ kiểu như thế xảy ra đối với lại quân đội với lại đất nước của họ. À, quan hệ kinh tế của Nga và Trung Quốc tăng trưởng 38,7% trong quý đầu năm nay so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy là kim ngạch thương mại giữa hai bên đã tăng lên mức 53,8 tỷ đô la chỉ trong vòng một quý đầu năm. Như vậy nếu như mà chúng ta nhân ra thì hàng năm năm nay họ có thể đạt tới mức hơn 200 triệu đô la, đúng không ạ? Xuất nhập khẩu từ Trung Quốc sang Nga tăng 47%, còn từ Nga sang Trung Quốc tăng 32%. Năm ngoái thì kim ngạch của hai bên đạt 150 tỷ. Đấy, và nếu như năm nay họ đạt 200 tỷ thì có nghĩa rằng là tăng bao nhiêu? Tăng thêm 50 tỷ nữa rồi. Là đi bao nhiêu phần trăm nhỉ? 30 phần trăm, ba mấy phần trăm, đúng không ạ? Hôm nay thì ông uh ngoại trưởng nga sergei lavrov cũng uh, hoàn thành một loạt các cái um, chuyến đi tới các nước uh, mỹ Latin đây là lần đầu tiên mà tôi thấy uh, nga họ uh, rất quan tâm tới cái khu vực mỹ Latin và ở đó thì uh, ngoài trừ ra đâu đấy là colombia thì có vẻ là chống nga còn lại là đa số các nước brazil thì ở uh, các nước mỹ Latin thì họ có cái tư tưởng là khá là trung lập và có cái xu hướng thân Nga, đúng không ạ? Đặc biệt là hiện nay có Brazil, Argentina, rồi là Venezuela thì gần như đồng minh rồi, Cuba, Mexico cũng có vẻ là trung lập và thân Nga. Thì từ trước đến nay là bản thân người Nga ấy, họ phải nói thật là điểm yếu của họ là cái khả năng buôn bán của họ rất kém so với lại Trung Quốc và các nước khác trên thế giới. Nếu mà so với EU, Mỹ, à Trung Quốc thì rõ ràng là Nga yếu hơn, kể cả Nhật cũng thế đúng không ạ? À, cho nên là à, cái thời gian này tôi thấy là Nga họ rất tích cực đi các nơi để mà thúc đẩy các cái hiệp định thương mại song phương và các cái mậu dịch uh, hiệp định mậu dịch tự do giữa các bên song phương. Ví dụ như bây giờ họ đang đàm phán với lại Ấn Độ đúng không ạ? Và cái mức uh, thương mại giữa ấn độ với nga năm nay chắc chắn là sẽ tăng vọt đấy, còn đối với lại khu vực uh, châu mỹ latin thì cái tiềm năng phát triển giữa nga với họ cũng rất là là cao nhưng mà từ trước đến nay là nga không để ý tới việc làm ăn buôn bán ở đấy mà chỉ có bán được tí vũ khí nào thì hay tí đấy thôi đúng không ạ. chứ còn đâu là bây giờ ông bộ trưởng là ông sang thì chắc chắn là nga sẽ quan trọng hóa hơn cái vấn đề thương mại đặc biệt là bây giờ ngày xưa thì nga không cần nhiều tiền đến mức độ như thế nhưng bây giờ rõ ràng là họ đang rất thèm tiền cho nên là ở đâu mà có mùi tiền là chắc chắn họ sẽ đến đúng không ạ và thị trường châu Mỹ Latin là thị trường rất là tiềm năng đối với họ đơn giản là từ trước nay là nó nó chưa làm gì thôi các cái kim ngạch song phương chẳng hạn như là giữa 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 um, Bolivia này với nga này nó rất nhiều tiềm năng nhưng mà nó còn chưa đến một tỷ đô nó còn đâu bốn năm trăm triệu đô hai ba trăm triệu đô Đấy, như vậy là nếu như mà họ ký được các hiệp đựng nhà định về về thuế quan rồi là khu vực tự do mậu dịch thì chắc chắn là Nga sẽ kiếm bộn tiền ở khu vực này. Ở Georgia, một nước láng giềng đang rất nóng ở phía nam của Nga thì tới năm nay Nga đã tăng cái mức cung ứng ga cho thị trường này tới thêm 90%. Có nghĩa là bây giờ thì họ đã độc chiếm thị trường năng lượng của ga của Georgia tới mức 95%. Đấy, còn rất nhiều trong nhiều lĩnh vực thì Nga xúc tiến rất nhiều các cái hoạt động thương mại À, đối với ưu đãi đối với Georgia thì ở đây à, nói một những cái việc này thì nó nhỏ nhưng mà chúng ta thấy một cái chính sách như này này nó quyết định rất nhiều thứ à, hiện nay ở trên thế giới à, đặc biệt là có thể liên quan đến cả cuộc chiến Ukraine nữa đúng không ạ chúng ta thấy một điều là nếu như một cái nước lớn ấy mà muốn hòa bình và ổn định trong khu vực và nước mình phát triển càng phát triển ấy thì cái điều quan trọng nhất là họ phải tạo điều kiện để cho những nước láng giềng, nhỏ hơn, phát triển và thịnh vượng Những nước mà nó phát triển và thịnh vượng ấy Thì bao giờ dân của họ cũng rất lành, đúng không ạ? Dân lành bởi vì họ có công an việc làm, họ có cuộc sống tốt Họ không có xu hướng nổi loạn, đơn giản như vậy thôi Và họ không có những cái lý tưởng về chính trị nó ghê gớm Đấy, chứ còn nếu để như cho dân mà nó nghèo ấy Thì chắc chắn rằng là nó sẽ tìm tới những cái tay chơi khác Và đấy là một trong những bài học rất đắt giá của Nga Đối với những nước như là Ukraine thì cái việc này nó cũng rất là khó trách Nga bởi vì cái thời điểm mà Ukraine nó rơi vào cái tình trạng đấy ấy, là chính Nga cũng đang trải qua cái vấn đề mà mà rất khó của chính bản thân họ đúng không ạ? Khi mà trước khi ông Putin làm quyền kể cả sau đến một vài năm thì Nga gần như phải chiến đấu như là một cuộc nội chiến kinh tế đúng không ạ? Rõ ràng là họ không thể để ý tới những nước láng giềng được. Cho nên là trong cái thời gian đấy thì ở Ukraine nó thay đổi năm bảy cái loại đảng phái rồi năm bảy cái loại chính quyền mà ông nào cũng thế bà nào cũng thế lên nó đều trông mặt đã thấy tham nhũng rồi cho nên là đất nước ukraine nó chìm sâu vào cái khủng hoảng chính trị và tham nhũng như vậy từ cái thời đấy rồi cơ đấy, cho nên là nó mới dẫn tới cái cuộc chiến này nhé bạn nhớ còn nếu như mà nước nga lúc đấy mà lo được cho dân ukraine đấy mà bản thân như Ukraine thì có rất nhiều điều kiện để mà sơ múi được từ Nga khẳng định là như vậy nhưng mà họ không không tận dụng điều đó đúng không ạ và nước nga rõ ràng là cũng không làm tốt cái vai trò của mình với tư cách là một cái người láng giềng gọi là 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 khổng lồ dẫn tới việc là ukraine họ bất mãn đúng không ạ dân chúng bất mãn vì đời sống nó quá chán chính trị rồi là là lãnh đạo tham nhũng vân vân dẫn tới việc là họ ngả sang châu âu và nato là một cái chuyện nó đương nhiên thôi cơm gạo nấu thành cơm cho nên nếu mà muốn gây ảnh hưởng được với những nước láng giềng ấy thì một cái bài học rất rõ là phải như ở Mỹ ấy. Tôi phải thực sự là tôi thấy người Mỹ người ta làm một cái việc này rất đúng, đấy là họ ở cạnh những cái láng giềng là một cái nước Canada khổng lồ đúng không ạ? Mà cuối cùng là Canada thần phục người Mỹ tất cả lĩnh vực luôn. Tất cả lĩnh vực bây giờ người Mỹ kiểm soát người Ukraine về khía cạnh kinh tế bởi vì kinh tế của của xin lỗi của Canada nó quá phụ thuộc Mỹ rồi. Canada làm ra cái gì người mỹ mua hết cái đấy đúng không ạ gần như là canada là một cái dạng như kiểu là anh em ruột của mỹ rồi đấy là một cái mỹ rất là tài họ có sức mạnh kinh tế và họ đưa ra những chính sách để mà họ bao tiêu đúng không ạ bao tiêu cả về vấn đề kinh tế chính trị cho, cho phía canada <laughs> cho lên toàn bộ cái chiến tuyến phía bắc là hai nước đấy lợi dụng được nhau rất nhiều thứ mà cuối cùng là mỹ cũng kiếm được ở Canada một cái cái quan hệ kinh tế gần như là cũng đứng đầu trong các cái đối tác thương mại. Ngoài ra thì Canada gần như là một tay chân đắc lực của Mỹ trong các cái chính trường, vấn đề liên quan đến chính trường quốc tế, đúng không ạ? Và hai bên gần như nó không có bất kỳ một cái bất đồng bất đồng chính trị, bất đồng dân chủ hay là bất kỳ một cái gì cả mà trong tất cả những chương trình nghị sự là gần như Mỹ nói gì thì Canada nói thế. Thậm chí là Canada còn tạo ra những, những rất những cái nền tảng rất nhiều những nền tảng bí mật để mà giúp cho những cái hoạt động bí mật của Mỹ để chi phối thế giới nữa. Chẳng hạn như là CIA chẳng hạn ấy. đấy. là họ đều khai là họ đi đến từ Canada đến các nước khác thôi chứ họ không khai là đến từ Mỹ. Ví dụ như vậy. Cho nên là cái độ tin cậy giữa hai nước nó rất cao và dân Ukraina họ Canada họ rất là là giàu đúng không ạ? Rất giàu, rất thịnh vượng và chính vì như thế cho nên họ không có vấn đề gì về vấn đề an ninh, vấn đề nổi loạn hay cái gì đối với mỹ cả thì đấy là bài học rất lớn đối với nga với trung quốc đúng không ạ muốn trở lên là những cái đất nước mà nó siêu cường ấy thì ông phải biết chăm lo được cái cuộc sống cho nhân dân ở các nước lân cận đấy. ít nhất là những cái nước nó nhỏ hơn còn nếu mà nói về những nước cạnh tranh thì mình không nói nhưng mà phải chăm lo được như thế thì tự khắc là các dân tộc khác người ta sẽ 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 gọi là thích làm ăn với ông đúng không ạ? Và dân của họ sẽ không có những cái tư tưởng cực đoan để chống đối với lại cái, những nước như ông. Đấy, và bài học đấy tôi thấy là Nga đang phải trải qua chính cái bài học của mình từ việc Liên Xô sụp đổ. Đấy, và một bài học mà để noi gương chính là Mỹ đúng không ạ? Và cũng một bài học nữa là của chính Trung Quốc đúng không ạ? Trung Quốc không nhận được nhiều sự ủng hộ mặc dù rõ ràng họ có rất nhiều điều kiện để mà các nước láng giềng ngưỡng mộ họ nhưng mà các nước láng giềng kể cả như Việt Nam rất thận trọng đối với lại thái độ Trung Quốc bởi vì là người Trung Quốc không có được một cái thái độ như Mỹ đối với Canada. Đấy. Người ta bán anh em xa ba mua láng giềng gần mà kiểu gì cũng thế. Láng giềng gần là cứ phải chơi tốt, đặc biệt là những thằng bé hơn là phải chơi tốt. Còn nếu nó to nó cạnh tranh với mình thì mới mới xử lý nó đúng không ạ? Như kiểu là Mỹ xử lý Nhật ấy. Đấy khi mà Nhật đe dọa vị trí của Mỹ ấy, chứ còn nếu mà nó bé thì phải làm cho nó giàu lên đã. Nó giàu lên thì tự khắc là nó giúp mình. Nó không giúp mình thì tự nhiên cái việc quan hệ chỉ riêng thương mại không ấy, đã là hai anh em đã ăn đủ rồi, đúng không? Chưa kể là quan hệ gắn bó thương mại với nhau dẫn tới phụ thuộc kinh tế lẫn nhau thì sẽ ủng hộ nhau về các vấn đề liên quan đến chính trị chính trường tư tưởng này nọ vân vân cho nên là ở đây tôi muốn gửi một thông điệp tới người nga người trung quốc là họ phải học cái cách hành xử của mỹ đối với lại hàng xóm đặc biệt là canada đúng không ạ trong đó thì người trung quốc nên học hỏi nhiều nhất còn người nga thì tôi thấy bây giờ họ cũng đang làm cái cách như thế rồi tôi thấy người nga đang học người mỹ để làm cách đó thôi. và tôi nghĩ không cần phải học đấy là một điều rất tự nhiên Tôi cũng nghĩ ra cái điều như thế, nhưng mà quan trọng là rõ ràng người Nga không làm được cái việc đấy bởi vì họ cũng là nạn nhân của cái sự sụp đổ của Liên Xô. Khi Liên Xô sụp đổ thì lập tức tất cả những cái nước cộng hòa cũ của Liên Xô ấy họ đều có một cái tư tưởng họ rất là nghi kỵ và họ bài trừ người Nga, đúng không ạ? Họ đổ lỗi là chuyện đương nhiên thôi bởi vì là Liên Xô, ông Nga chính là cái hiện thân của Liên Xô mà. Liên Xô sụp đổ, Liên Xô thất bại và đấy chính là lần thất bại của Nga, đúng không ạ? và họ coi rằng đấy là lỗi thuần túy của người nga và như vậy là họ sẽ tìm đến một cái bến đỗ mới thôi đấy là chuyện đương nhiên nhưng bây giờ tôi nghĩ là nga có cái điều kiện để làm cái việc như vậy rồi đúng không ạ ít nhất là bắt đầu từ cuộc chiến này trở đi hoặc là sau cuộc chiến này chắc chắn là họ sẽ có những cái biện pháp như thế và rõ ràng là đối với những nước phía nam như là georgia là họ cũng đang cố làm việc đấy rồi rồi các nước như là trong cộng hòa cũ của cộng hòa của liên bang nga như Czech, nha đúng không ạ rất nhiều nước cộng hòa đấy rồi là Kazakhstan rồi là Uzbekistan vân vân nga đang cố làm cái việc đấy rất nhiều hôm nay công ty Gazprom công ty năng lượng lớn nhất ở nga thông báo là họ có dự trữ uh, ga cho 100 năm tới khủng khiếp nhỉ và như vậy là Gazprom trở thành công ty lớn nhất thế giới có cái dự trữ uh, ga lớn nhất thế giới luôn và cái số lượng là 100 năm ở nga thì cứ thỉnh thoảng một thời gian họ ra những cái thông tin như thế nhé bởi vì là bây giờ họ kiểm soát phần lớn cái phương bắc mà và cái phần lớn của bắc cực cho nên là nga tìm thấy rất nhiều cái nguồn năng lượng ở đấy có lẽ là cuộc chiến này nó cũng làm chúng ta sao nhãng khỏi cái vùng bắc cực ấy hiện nay nga đang rất tất tích cực ở bắc cực và gần như họ là người đi đầu tiên phong và họ làm chủ cái bắc cực so với các đối thủ khác và đấy sẽ là một cái nơi mà nó không chỉ mang lại rất nhiều cái nguồn tài nguyên quý giá cho Nga, đặc biệt là năng lượng mà nó là còn một cái tài nguyên rất quan trọng đấy là cái vị trí chiến lược của nó trong cái đường biển trong tương lai, đúng không ạ? Với cái thế giới nó phân cực như này ấy thì sắp tới là người ta sẽ 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 sử dụng cái tuyến Bắc Cực để mà vận chuyển hàng hóa, đúng không ạ? Và Nga lại là một cái nước mà duy nhất có khả năng phá băng năng lượng nguyên tử vân vân ấy, cho nên là họ rất mạnh trong cái lĩnh vực đó và vùng bắc cực chắc chắn lại mang lại cho nga rất nhiều trong cái đóng góp vào họ trong cái việc mà mà họ có thể trở thành một trong những cái nền kinh tế hàng đầu thế giới cũng như là cái ảnh hưởng về chính trị địa chính trị dự trữ của Gazprom là 30 35 000 tỷ mét khối ga đấy hôm, hôm ban nãy nói là EU năm nay phải mua bao nhiêu 40 à 40 tỷ mét khối đấy chỉ riêng năm nay còn ông Gasparm này ông ấy nói là ông 35.000 tỷ mét khối thì không biết là bán đến bao giờ mới hết. Dạo này thì Ấn Độ cũng rất là chiếm sóng, chiếm ánh đèn sân khấu của thế giới nhiều. Kể từ khi cuộc chiến này xảy ra, đặc biệt là từ lúc kênh của chúng tôi đi vào hoạt động ấy thì tôi thấy là từ thời điểm đó cái việc mà cái thế giới đa cực ấy nó càng ngày nó càng định hình đúng không ạ? Mặc dù nó chỉ là cái khởi điểm thôi, nhưng rõ ràng là nó đã bắt đầu nó chuyển động rồi. Còn trước đây thì nó chỉ trong mơ thôi mà. Cho nên bây giờ nó chuyển động cho dù nó tốc độ như thế nào chúng ta cũng thấy đấy là một cái sự đột phá đúng không ạ? Đột phá mang tính chất toàn cầu, thay đổi rất lớn liên quan đến tầm vĩ mô nhân loại vân vân. Và kể từ ngày đấy thì tự nhiên cái anh Ấn Độ lại được hưởng lợi rất nhiều. Đấy, bây giờ thì trong cái xu thế đa cực thì chúng ta thấy là toàn bộ thế giới còn lại nó đều xoay quanh cái quan điểm quan điểm chính trị của Ấn Độ đúng không ạ? Một cái nước nằm giữa gần như nếu chúng ta nhìn như bản đồ nó nằm giữa tất cả những cực đúng không ạ nằm giữa uh, Trung Quốc Mỹ giữa Nga Châu Âu Châu Phi đúng không ạ nó nằm giữa đấy và đị vì địa thế như thế rồi là nó là một cái nước có dân số lớn nhất thế giới đúng không ạ là một cái nước dân chủ lớn nhất thế giới và cũng là một cái nước gần như hiện nay là trung lập đúng không ạ trung lập giữa Nga và Mỹ Đấy và có quan hệ rất phức tạp với lại đồng minh ở các nước láng giềng như là Trung Quốc và Pakistan và đồng thời là một nước sở hữu vũ khí hạt nhân. Cho nên những ngày vừa qua Mỹ và Nga cũng như là các nước khác châu Âu là 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 không tiếc lời ve vãn Ấn Độ. Nga thì đang tìm cách ký hiệp định thương mại tự do với lại Ấn Độ để tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu và và hợp tác kinh tế quân sự hai bên. Còn Mỹ thì mấy ngày gần đây thì vừa đưa ra bóng gió là muốn mời Ấn Độ vào NATO. Nếu không vào NATO thì cũng vào bộ tứ, bộ tiếc rồi là vai trò kim cương, kim cước này nọ hoành tráng. Còn hôm nay thì bảo rằng Nga sẽ giúp Ấn Độ để mà phòng thủ trước sự gây hấn của Trung Quốc. Đấy, và một cái sự giúp đỡ rất là vô tư, không vụ lợi. Nâng cao khả năng phòng ngự biên giới của Ấn Độ trong trường hợp diễn ra những xung đột trong tương lai đối với Trung Quốc, chúng tôi đây đánh cáo đánh giá rất cao sự hợp tác đối với Ấn Độ. Chúng tôi đã và đang thúc đẩy và tăng trưởng hoạt động uh, hợp tác giữa hai bên uh, trong suốt thời gian qua và trong thời gian trong tương lai. Không nghi ngờ gì nữa, mối quan hệ với Ấn Độ đối với chúng tôi là một trong những ưu tiên hàng đầu có thể nói nếu như mỹ mà ve vãn ở ấn độ ấy thì thế giới đa cực sẽ gặp rất nhiều trắc trở phải nói thực sự như thế đúng không ạ thế giới đa cực gặp nhiều trắc trở kể cả cái khối brics cũng thế tuy nhiên tôi thấy là với cái chính quyền hiện nay của ấn độ thì họ đang ngả theo phía nga nhiều hơn và cái vấn đề còn lại của họ chính là cái quan hệ của nga với lại trung quốc đúng không ạ nga với trung quốc thì lại thân cho nên nó ảnh hưởng tới quan hệ của họ thôi còn nếu như mà nga với trung quốc mà không thân như thế hoặc là ấn độ và trung quốc giải quyết được vấn đề tranh chấp đúng không ạ thì rõ ràng là chắc chắn là ấn độ sẽ ngả hoàn toàn về phía bridge mặc dù là họ cũng không có cái đối kháng trực tiếp gì với phương tây nhưng mà rõ ràng bây giờ thì với tình trạng như này thì nó ấn độ rất là cân bằng và nhờ họ giữ được cân bằng như thế chắc chắn là họ sẽ là người hưởng lợi rất nhiều đúng không ạ họ diễn kiếm rất nhiều Gần đây thì tôi theo dõi truyền thông phương Tây, ấy, một trong những cái mũi dùi mà họ bắt đầu tạo ra để mới ấy, là nó hướng vào việc chia rẽ giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Đấy, họ luôn tạo ra những cái câu nói, những cái nhận định vân vân để mà hai bên uh, gọi là, là, là tranh cãi thêm với nhau. Mà tôi nghĩ thì đấy là việc đương nhiên thôi, đúng không ạ? Uh, đấy là chưa kể, đấy là một việc tự nhiên, nhưng mà đối với lại truyền thông phương Tây và Mỹ thì đấy là một cái việc càng tự nhiên nữa, đương nhiên nữa bởi họ tăng trưởng phát triển chỉ nhờ vào những xung đột và tranh cãi của nhau thôi mà chẳng hạn như là có những cái câu nhận định của phía Trung Quốc nói là 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 cái việc dân số nó rất quan trọng quy mô dân số rất quan trọng nhưng mà quan trọng hơn là cái trình độ của dân số à, ý nói ở đây là 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 gì là bây giờ Ấn Độ là một cái nước bắt đầu đông dân hơn Trung Quốc rồi đúng không ạ nhưng mà chưa chắc là cái trình độ của dân Ấn Độ đã bằng Trung Quốc Đấy, tuy nhiên thì đây không phải là ý của ông này mà ông này ông chỉ nói vu vơ như thế thôi nhưng mà sau đó thì một số quan chức ở châu âu thì họ nói là à, trung quốc vừa với xỉ vả ấn độ xỉ nhục ấn độ bằng việc phát ngôn là là trình độ dân của trung quốc cao hơn hẳn Đấy, cho nên ấn độ còn lâu mới bắt kịp được trung quốc Đấy, kiểu kiểu như vậy các bạn sẽ thấy một điều là sắp tới phương tây nếu cứ báo nào thân phương tây họ sẽ có dòng điệu như thế liên quan đến độ trung quốc bởi vì chúng ta thấy rất rõ là bây giờ tất nhiên Trung Quốc là việc đã rồi đúng không ạ họ là một cái cường quốc rồi đất nước thế giới là phải phải nhìn họ với ánh mắt khác rồi nhưng mà rõ ràng Ấn Độ bây giờ cũng sát 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 và đang gáy họ đúng không ạ đang gáy vào Trung Quốc rồi cho nên là cái việc mà những cái nước phương Tây không muốn quan hệ tốt đẹp giữa Ấn Độ và Trung Quốc xảy ra chắc chắn là họ sẽ có những cái chiến dịch thông tin đúng không ạ đưa vào những cái luận điệu để mà chia rẽ Ấn Độ và Trung Quốc Ngoài ra thì như tôi nói rồi, kẻ thù lớn nhất của phương Tây bây giờ chính là đa cực, là BRICS. Cho nên là cái việc họ gây chia rẽ giữa Ấn Độ chính là một cái đòn kết liễu. Nói kết liễu thì hơi 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 quá, nhưng mà chắc chắn nó sẽ là một cặt cả... trong những cản trở chính. Thậm chí là nó sẽ gây nghi gọi là cái bánh xe lập tức là dừng lại luôn. đúng không ạ Chúng ta đến một vài thông tin ở châu Âu. À, người Đức bây giờ thì làm sao nhỉ? Bây giờ thì đang đối mặt với suy thoái. Thực ra là suy thoái rồi, kinh tế đã bắt đầu suy thoái không phải mấy phần trăm rồi. Đấy, và năm sau hình như vẫn còn suy thoái. Như vậy rõ ràng là Đức không còn ở cái thời kỳ hoàng kim. Nhưng mà cái câu chuyện là gì? Người Đức thì luôn cứ mở miệng ra là nói là chúng tôi sẽ chọn những giải pháp xanh sạch, đóng góp cho thế giới đúng không ạ này nọ. Và bây giờ thì họ đóng nốt cái ba cái nhà máy hạt nhân của họ nữa rồi. Tất nhiên cái hành động đóng cửa nhà máy hạt nhân thì nó là hành động cao đẹp phải khẳng định như thế nhưng mà nó rất sai thời điểm, nó sai ở chỗ là à, trước đây thì họ dựa vào năng lượng rẻ của người nga, hàng hóa rẻ từ trung quốc, vũ khí rẻ từ người mỹ, đúng không ạ? rẻ thì cũng chẳng phải rẻ nhưng đại khái là người mỹ bảo kê về vấn đề an ninh. Đấy, nhưng mà bây giờ đã không còn năng lượng như thế, định đóng cửa cả nhà máy than nhưng bây giờ lại đóng cửa thêm cả nhà máy hạt nhân nữa. Rõ ràng là như vậy là gì? là cái việc đưa ra những chính sách về năng lượng xanh và và an toàn nó không phù hợp tại thời điểm này, đúng không ạ? và chắc chắn nó sẽ làm cho cái nền công nghiệp của Mỹ ở của Đức giảm sức cạnh tranh đáng kể trong khi các nước khác họ đâu có làm thế đâu Pháp trước vẫn theo đuổi chính sách hạt nhân một cách điên cuồng năng lượng hạt nhân một cách điên cuồng các nước châu Âu cũng đâu phải là họ từ bỏ đâu cho nên là tôi thấy người Mỹ người Trung Quốc uh, xin lỗi chết cái mồm này toàn là mồm nhanh hơn não thôi quý vị ạ là bây giờ họ họ người Đức họ đưa ra cái quyết định này nó nó đúng nhưng mà nó lại sai thời điểm Đấy, cho nên là đây có thể là một cái khởi điểm để mà chứng kiến một cái sự gọi là gọi là 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 gì suy thoái của nền kinh tế của Đức, đầu tàu kinh tế của châu Âu. Và rất có thể người Pháp sẽ vượt Đức lẫn Anh đúng không ạ? Anh bây giờ cũng bắt đầu suy sụp rồi. Gần như Đức và Anh là hai nước duy nhất mà suy giảm kinh tế trong năm nay mà thậm chí cả năm sau nữa như vậy là hai cường quốc hàng đầu châu Âu bây giờ suy giảm rồi thì chỉ còn ông Pháp thôi còn ai nữa ông Pháp ông vẫn bá chủ về hạt nhân ở vùng 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 châu Âu đúng không năng lượng hạt nhân như vậy là rõ ràng là sức cạnh tranh của người Pháp bây giờ sẽ hơn người Đức là cái chắc và người Pháp bây giờ họ cần chơi với cả hai bên họ chơi với cả Trung Quốc nữa mà bao nhiêu công lao của bà Merkel à, làm trong mười mấy năm gieo trồng vun sới tưới bón này nọ cuối cùng là ông Olaf Scholz với một cái vẻ mặt như một giáo sư đại học lên làm thủ tướng đã gọi là đốt hết công sức bỏ sông bỏ bể bộ trưởng bộ nội vụ thổ nhĩ kỳ ông uh, soylu ông này là ông đã tố cáo cuộc uh, đảo chính uh, đã xảy ra cách đây và bao nhiêu nhỉ phải chục năm rồi gần chục năm đấy, cuộc đảo chính đấy thì ông này ông chính là người ông tố cáo mỹ là người đứng đằng sau cái vụ đảo chính đấy và nga có cái công là thông báo tình báo cho cho thổ nhĩ kỳ kịp thời để ngăn chặn cuộc đảo chính thì hôm nay ông ấy hôm qua ông nói thêm là cả thế giới bây giờ ghét người mỹ và bây giờ châu âu nó đâu phải là nó nó không có cái gọi là châu âu cái mà gọi là châu âu thực tế nó chỉ là một cái gọi là một cái văn phòng đại diện một cái nước chư hầu của mỹ thôi châu âu chỉ là con tốt thí của hoa kỳ Đấy, các nhà lãnh đạo châu âu liên tục bị mất uy tín dân số châu âu thì đang già đi Bây giờ không còn cái gọi là châu Âu nữa, các bạn đừng tôn vinh châu Âu trong đầu các bạn. Châu Âu bây giờ chỉ là một cái toa tàu trong đội tàu của Mỹ thôi, không có gì đặc biệt về nó cả. Ông nói chuyện với lại sinh viên. Đây có thể là một cái lời rất là khiếm nhã sau khi Mỹ bật đèn xanh cho phép Thổ Nhĩ Kỳ mua F-15, đúng không ạ? Như vậy là rõ ràng là so cái ông này ông phát biểu như này thì nó cũng cho thấy là cái quan điểm của chính phủ hiện tại của Thổ Nhĩ Kỳ rất cứng rắn với Mỹ và kể cả là nếu như tổng thống đương đương nhiệm mà không giữ được chức vị tổng thống ấy thì cái ông mới lên hình như là ông ông ứng cử viên mới mà ông có lên làm tổng thống chắc chắn là quan điểm của ông sẽ là thân nga chúng ta cũng nên quan tâm tới vấn đề thổ nhĩ kỳ bởi vì đó cũng sẽ là một tay chơi mà góp phần định hình cái 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 địa chính trị trong khu vực cũng như trên thế giới đúng không ạ à, gần như là tôi thấy những cái tình hình thế giới ấy nó cứ xoay chuyển xung quanh cái thái độ của thổ nhĩ kỳ đấy, một cách vô tình bởi vì nó thổ nhĩ kỳ nó như là một cái 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 phần còn lại mà nó 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 không nghiêng về bên nào ấy cho nên là nếu mà nó nghiêng về bên nào thì nó sẽ làm cho cái thế giới nó nghiêng về bên đấy một tí đúng không ạ đấy là cái cảm giác thôi đấy, chứ còn thực tế thì nếu xét trên con số thì thổ nhĩ kỳ không là gì uh, trên toàn cầu cả cho với tỷ trọng toàn cầu cả nhưng mà là cái chính sách của họ là họ cứ đứng đu dây, đúng không ạ? Cho nên họ cứ đu bên nào là nó nặng về bên đấy. Và cuối cùng, chúng ta đến với thông tin liên quan đến thế giới đa cực. À, hôm trước thì chúng tôi có nói với quý vị về việc lần đầu tiên là tỷ trọng GDP của à, khối BRICS, đúng không ạ? Đã vượt qua tỷ trọng của 7 nước G7. Như vậy là 5 nước BRICS đã vượt qua G7 trong năm nay với tỷ trọng là 32% so với 29,9% của 7 nước G7. Và nếu như trong vòng trong vòng 5 năm tới mà BRICS có không kết nạp thêm nhóm bất kỳ quốc gia nào thì GDP của BRICS sẽ chiếm 33,6%, còn GDP của G7 sẽ tụt xuống 27,8%. Đấy, đấy là trong trường hợp mà G7 vẫn còn 7 nước và BRICS chỉ có 5 nước thôi thì năm nước của họ sẽ vượt xa so với lại bảy à, nước cờ bảy còn lại Như vậy chúng ta thấy rõ là gì Là xu hướng đạt cực đúng không Ít nhất trên khía cạnh kinh tế Nó rất rõ ràng Một thông tin có thể nói là tốt lành Đối với lại những người yêu chuộng hòa bình như chúng ta Chúng ta kết thúc bản tin hôm nay Với ngày thứ 420 cuộc chiến Nga-Ukraine Như vậy là Liên minh Bắc Đại Tây Dương Gồm có mấy chục nước vẫn chưa tìm cách để mà đánh bại được nước Nga trên chiến trường Ukraine. À mười mấy nghìn lệnh cấm vận đối với Nga cũng chưa thể đánh bại được Nga trên chính trường kinh tế đúng không ạ? Còn à, trên các cái uh, chính trường thì Nga vẫn là mưa làm gió và vẫn có những cái ảnh hưởng chi phối phối tới toàn bộ thế giới cũng như là cả bán cầu phương Nam. Có thể nói Nga vẫn là một người dẫn dắt uh, của cái phong trào thế giới